chương 501, tình cờ gặp nhau trong mơ, khó thể nào quên được. Tổng giám đốc tông quanh người bên chê hay là có hứng thú với người đó. Trường bộ phận quan hệ công chúng cúi người nhặt tài liệu bị rơi, còn có tấm thiệp mời đó, là một người bạn gửi cho cô, kẹp vào trong tệp tài liệu quên cầm đi, lúc họp không cẩn thận làm rơi tài liệu, khiến tông cảnh hạo nhìn thấy, vì thế tò mò hỏi một câu. Cô nhặt tệp tài liệu lên, tay cầm tấm thiệp đó, nhìn hai giây rồi đưa cho tông cảnh hạo, dù sao tôi cũng đã kết hôn, Váy cưới không thể mặc hai lần, nhỡ đi nhìn thấy váy cưới đẹp hơn, nói không chừng tôi lại muốn đổi chồng, chi bằng tặng cho tổng giám đốc Tông vậy. Thân làm trưởng bộ quan hệ công chúng, xử lý nhiều chuyện khó nhằn của công ty, nên quan sát rất kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của người khác. Cho dù Tông Cảnh Hạo không có ý muốn lấy, nhưng cô có thể nhìn ra, anh có hứng thú với người bên chê, nếu không anh sẽ không dừng lại. Tông Cảnh Hạo không khách sáo, giơ tay cầm lấy, "Cảm ơn." Trưởng bộ phận quan hệ công chúng là một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi để tóc ngắn gọn gàng, mặc trang phục công sở chỉnh tề, đi theo sau anh vào trong phòng làm việc, nhân tiện hỏi một câu, tổng giám đốc Tông quen người phụ nữ chê tấm thiệp sao? Lẽ nào đổi người tình mới rồi? Người phụ nữ lần trước mà anh thừa nhận trước mặt nhân viên công ty không giống như này, cô có hứng thú với chuyện riêng tư của tôi như thế sao? Tông Cảnh Hạo vô cảm lạnh lùng nhìn cô. Trưởng bộ phận quan hệ công chúng rất biết điều, cười cười, lắm chuyện là bản tính của phụ nữ mà tôi cũng thế, mặc dù tổng giám đốc luôn xem tôi như đàn ông. Nói xong cô ngồi vào vị trí của mình, Tông Cảnh Hạo dùng người không phân biệt trai gái, chỉ cần có đủ năng lực, anh đều giao phó nhiệm vụ lớn. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ bên chê tấm thiệp mời, ánh mắt ảm đạm mơ hồ. Sau khi Tần Nhã phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ đã từng gửi hình cho anh, vì thế anh biết dáng vẻ hiện tại của Tần Nhã, cho dù có sự khác biệt với hình dạng cũ, nhưng sau khi nhìn qua ảnh vẫn có thể nhận ra, sau khi rời khỏi bệnh viện liền biến mất anh đoán chắc là ở cùng với lâm tân ngôn mặc dù bên chê tấm thiệp mời không có hình của lâm tân ngôn nhưng anh cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến cô anh bảo quan kinh để tấm thiệp mời ở phòng làm việc của anh sau đó kéo ghế trước mặt bàn hội nghị bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay bên dưới có hơn trăm nhân viên cấp cao của công ty ai ai cũng ngồi thẳng ngay ngắn đối với họ mà nói bây giờ mỗi lần họp đều giống như cực hình Sợ nói sai, sợ làm việc không đạt yêu cầu của sếp, còn sợ cuộc họp kéo dài không dứt, ngồi mấy tiếng đồng hồ, ngồi đến mức bị chỉ, còn để cho người ta sống hay không chứ. Người đàn ông ngồi ở giữa đó, lúc nào cũng đăm đăm không thèm mỉm cười với họ, khiến mọi người bên dưới cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó, khiến anh không hài lòng. Tuy nhiên, thực ra cho dù họ hoàn thành xuất sắc công việc thì cũng không thể nào khiến anh cười được. Có điều như thế cũng tốt, vẫn có sự khen ngợi, tốt hơn nhiều so với trước kia. Trước kia nếu hoàn thành tốt công việc thì sẽ không mắng anh không hoàn thành công việc anh giao hoặc là chất lượng công việc không đạt yêu cầu, sẽ trách mắng thậm tệ không nể nang trước mặt rất nhiều người, bây giờ thực sự đỡ hơn nhiều rồi. Bọn họ cũng biết thừa, chỉ là thầm cầu. Nguyện, tình hình này mau chóng kết thúc, khiến bọn họ có cảm giác thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Cuộc họp lần này cũng không kéo dài lâu, hơn 2 tiếng đồng hồ là kết thúc. Tông cảnh hạo ra khỏi phòng họp trước, quan kình đi theo sau, báo cáo lộ trình tiếp theo ngày hôm nay, buổi trưa có hẹn với chủ tịch đường ở nhà hàng Tương Nguyệt. 3 giờ chiều bàn chuyện thu mua với tổng giám đốc Trung Lương, 8 giờ tối có một bữa tiệc rượu từ thiện, có cần tôi tìm người đi cùng anh không? Những nơi như thế đều đi theo cặp, có người dẫn theo thư ký, có người dẫn theo vợ, đóng góp cho buổi từ thiện chê danh nghĩa, thực ra là một kiểu xã giao, thường thì người được mời đều là những nhân vật có chút thân phận, sẽ nhân cơ hội gặp mặt này để bàn chuyện công việc. Thân hình tông cảnh hạo gầy gò nhưng cường tráng và cao giáo, anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại cởi cúc cổ áo, cậu đi đến bữa tiệc rượu thay tôi chỉ cần đưa tiền sẽ chẳng có ai nói gì quan kình gật đầu lúc này đã đến cửa phòng làm việc anh dừng lại vừa lúc cũng báo cáo xong tông cảnh hạo đẩy cửa phòng làm việc không biết tô chạm và thẩm bồi xuyên đến lúc nào thẩm bồi xuyên luôn điểm đạm chỉ có tô chạm là tái máy anh ấy dựa nửa người vào trước bàn làm việc tay cầm tấm thiệp mời đó nhìn người phụ nữ bên chê tần nhã mặc một chiếc váy sườn xám màu đỏ chê chiếc váy sườn xám dùng cách thêu truyền thống theo hình vẽ vô cùng tinh xảo mái tóc đen, uốn lọn sóng lớn phía sau lưng, cơ thể khúc nào ra khúc đấy, làn da trắng muốt, kiểu váy hở bó sát người là tinh hoa sườn xám của nước Z, mặc dù để lộ đùi thon trắng, nhưng không hề thô tục, cô cúi đầu khẽ mỉm cười, đem lại một cảm giác xinh đẹp vô cùng dịu dàng ấm áp. Bên trái uốn chữ đại kim, hội họa thư pháp truyền thống, vừa phóng túng vừa có thần, tình cờ gặp nhau trong mơ khó thể nào quên được, thiên hạ hoa phục, không quen nhau thì có ngại chi, rất có ý thơ nhưng ý cảnh lại dạt dào khiến người ta nóng nòng muốn đi tìm tòi. Ngay cả thiệp mời cũng được thiết kế tinh xảo, rất hợp với chủ đề. Tôn Trạm Lịch nhìn Tông Cảnh Hạo, sao trên bàn làm việc của anh lại có thứ này? Đây là ai? Sao lại xuất hiện trên bàn của anh chứ? Anh hỏi tế nhị, chỉ là suýt nữa hỏi thẳng, anh thay lòng đổi dạ rồi, Tông Cảnh Hạo không để ý đến anh, chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Tô Trạm vỗ mồm, lại liếc nhìn tấm thiệp mời, nhìn ngắm kỹ người bên chê, nghiên cứu một hồi lâu rồi đưa ra kết luận, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ gây thương nhớ cho người khác, đẹp lắm đẹp lắm, nhưng mà, tô chạm à, anh có chút liêm sỉ được không? Đừng nhìn thấy phụ nữ là sáng mắt lên. Thẩm bồi xuyên vừa họp xong ở cục liền bị tô chạm kéo đến, vẫn mặc bộ đồng phục phẳng phiêu, tư thế hiên ngang. Tùy ý ngồi ở đó cũng toát ra khí thế mạnh mẽ, nhìn rất đã mắt, vốn dĩnh là một người đàn ông cứng rắn, cộng thêm bộ đồng phục trang nghiêm màu lạnh, đem lại cảm giác thần thánh, không thể diễu cợt. Tô chạm ngước mắt, biểu môi chế diễu thẩm bồi xuyên, hai chúng ta ai không có liêm sỉ chứ? Tôi đánh giá thật lòng, ngược lại là anh suy nghĩ đen tối, còn kéo theo tôi suy nghĩ không trong sáng. Tôi thực sự cầu thị, người phụ nữ bên chê thực sự rất đẹp, nhưng lại thiếu sự ấm áp, quá lạnh lùng, không bằng tần nhã giản dị dễ gần nhà tôi, đem lại cảm giác rất thân thiện. Anh đặt lại tấm thiệp mời lên bàn, bước đến, ngồi bên cạnh sofa, đặt tay lên vai thẩm bồi xuyên, tôi sống thật, không giả dối, không giống như anh, rõ ràng là lòng dạ độc ác, nhưng lại cứ giả vờ thận trọng. U u lúc này điện thoại trong túi áo thẩm bồi xuyên vang lên, anh ngẩng đầu nhìn thẩm bồi xuyên, vốn dĩ định mắng anh, nhưng lại không nói nên lời, lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị là một số máy lạ, dãy số rất lạ, không có ấn tượng gì. Tô chạm nhíu mày lại, ngồi vào ghế sofa phía đối diện, có khi nào là cuộc gọi quấy rối không? Thẩm bồi xuyên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, không nói thì sẽ chết à? Tô chạm bĩu môi, không nói thì thôi, làm gì mà căng thế, y mình có sức mạnh sao? Anh khẽ chửi một tiếng, đồ lưu manh. Thẩm Bồi Xuyên không để ý đến anh, mà nhấn vài nút nghe, đặt bên tai, một giọng nữ trong trẻo nhanh chóng truyền đến, là đội trưởng Thẩm sao? Chương 502, sau này nghe tôi. Thẩm Bồi Xuyên hơi nhíu mày lại, giọng nói này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai. Bên đó hình như cảm nhận được Thẩm Bồi Xuyên không nhận ra mình, hơi thất vọng nói, tôi là Tăng Du. Thẩm Bồi Xuyên lập tức nhận ra, à, tìm tôi có chuyện gì sao? Đúng, anh rảnh không? buổi trưa tôi nghỉ ngơi, anh có thể đến tìm tôi được không? Giọng nói của Tăng Du lại truyền đến từ đầu dây bên kia. Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói, được vậy tôi đợi anh ở cổng trường học. Được. Tần Du hơi nhíu mày, con người này thật lạnh lùng, lẽ nào nói thêm một câu sẽ lãng phí nhiều thời gian của anh lắm à? Vậy cúp máy nhé. Vẫn là Tang Du lên tiếng. Ừm. Tang Du cầm điện thoại đã tắt cuộc gọi, nhìn rồi bật cười, cô ta cảm thấy người đàn ông như thế này cũng khá thú vị thực ra cô ta có điện thoại lần đó thẩm bồi xuyên hỏi nhưng cô ta không đưa bởi vì chưa tin tưởng thẩm bồi xuyên cho lắm cô ta có thể chịu khổ cho dù không có người thân thì cũng có thể dựa vào bản thân để tiếp tục sống điện thoại không phải là thứ đồ đắt đỏ có điều đối với cô ta mà nói thì cũng đủ dùng thành tích học tập của cô ta tốt kỳ này còn được học bổng hơn nữa cô ta còn đi làm thêm vì thế cũng có thể nuôi sống bản thân cô ta muốn đợi qua hai năm nữa tốt nghiệp xong có công việc rồi thì sẽ ổn định hơn thẩm bồi xuyên lái con xe suv dừng trước cổng đại học thanh hoa hạ cửa kính ô tô xuống liền nhìn thấy tăng du đang đứng trước cổng cô ta mặc chiếc áo phông màu trắng quần bò cạp cao màu nhạt lộ rõ đôi chân dài cô mang một đôi giày thể thao trắng đeo ba lo màu đen mái tóc dài buộc đôi ngựa trông rất trẻ trung tràn đầy sức sống nhìn thấy thẩm bồi xuyên cô liền chạy đến đứng trước cửa xe hỏi thứ lỗi tôi không thể mời anh xuống được bạn học đều biết tôi không có người thân đột nhiên qua lại với người như anh tôi sợ người ta nói ra nói vào lên xe đi thẩm bồi xuyên nhấn khóa an toàn tăng du kéo cửa xe rồi ngồi lên xe cô chỉ phía trước cứ đi thẳng rồi rẽ phải thẩm bồi xuyên cũng không hỏi đi đâu dù sao cũng lái xe theo yêu cầu của cô mắt anh nhìn thẳng rồi hỏi tìm tôi có chuyện sao tăng du quay đầu nhìn anh rồi nói đùa không có chuyện thì không được tìm anh ạ à. không phải thẩm bồi xuyên cười ngượng ngùng tôi hơi thẳng tính nên đừng để ý tôi biết tôi không để ý đâu cô ta nghĩ tầm con người này thực sự giống như bạn anh ấy nói, một con người vô cùng tẻ nhạt. Người như thế này sẽ niềm vui cuộc sống sao? Xe nhanh chóng đến nơi Tang Du nói, cô vẫy tay, dừng ở đây đi. Thẩm bồi xuyên đỗ xe bên đường, Tang Du đẩy cửa xe bước xuống, anh cũng xuống đi. Cô đi trước vào trong một quán ăn mang tên trắng tương miến ngon thì lại đến, thẩm bồi xuyên nhìn ra bên ngoài, bởi vì cách trường học không xa lắm, vì thế con đường này toàn bán đồ ăn. Anh đẩy cửa xe bước xuống, vào bên trong quán ăn, Tang Du đang gọi món, anh nhíu mày lại không biết người con gái này đang làm gì, lẽ nào gọi anh ra để ăn mì. Những món này, Tang Du nói với ông chủ xong, bước đến chọn chỗ ngồi, sau đó nói với Thẩm Bồi Xuyên, chúng ta ngồi đây đi. Thẩm Bồi Xuyên cũng không nói gì, nghe theo lời cô ngồi xuống. Không phải anh chê nơi này đấy chứ. Quán ăn không to lắm, vệ sinh cũng khá sạch sẽ, chỉ là dầu mờ bám chê tường đã lâu ngày chưa lau. Đừng có thấy nơi này trông phèn, nhưng chắc tương, Miến ở đây rất ngon, quán này cũng không nổi lắm, có điều không thể cản được mùi vị ngon. Tang Du cười, anh giúp tôi hai lần, tôi mời anh ăn cơm, như thế là hòa rồi nhé, anh sẽ nể mặt tôi đúng không? Sẽ không để tâm đến công giúp đỡ. Thẩm Bồi Xuyên lạnh nhạt nói. Tang Du thầm oán trách trong lòng, người đàn ông này thực sự tẻ nhạt, giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như sẽ không bao giờ có cảm xúc. Ông chủ bưng mì lên, bát sứ men ngọc, bên trong là những sợi mì to gần bằng sợi bún, kết hợp với chiếc đĩa sáu cạnh, bên trong có sáu ô vuông, mỗi ô vuông là những món ăn kèm khác nhau, ô cuối cùng là đựng nước sốt, đũa cũng dài hơn đũa bình thường một chút. Tang Du chỉ vào món ăn kèm, đây đều là món ăn kèm, nếu anh không thích thì có thể không cho vào, có điều nhất định phải trộn sốt. Thẩm Bùi Xuyên gật đầu, anh không kén ăn, đổ hết món ăn kèm vào, sau đó dùng đũa trộn lên, Tang Du nhìn anh cười, ê, anh thích người con gái thế nào? Thẩm Bùi Xuyên đang muốn thưởng thức món ngon, ngẩng đầu nhìn Tăng Du với ánh mắt kỳ lạ. Đừng hiểu lầm, lần trước trong quán ăn sáng, người bạn đó của anh nói với tôi, anh chưa từng yêu, cũng chưa từng có bạn gái, anh ấy bảo tôi giới thiệu bạn gái cho anh, tôi phải biết anh thích kiểu gì thì mới giới thiệu cho anh được chứ. Tăng Du cúi đầu ăn một miếng mì. Thẩm bồi xuyên nén cục tức này, bây giờ anh chỉ muốn đánh cho tô chạm một trận, sao anh ta có thể nói lời lẽ kiểu này với một đứa trẻ chứ? Muốn anh xấu hổ như thế nào trước mặt cô ấy hả? Anh ấy đùa với cô đấy, đừng quan tâm cũng không cần để trong lòng. Ờ, Tăng Dung nuốt mì rồi hỏi anh, vậy cũng có nghĩa là anh đã từng yêu đương, bây giờ cũng có bạn gái rồi sao? Thẩm bồi xuyên, anh ho nhẹ một tiếng, à, ý của tôi là không cần giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi không thích trẻ con. Cô ta vẫn chỉ là sinh viên, có thể giới thiệu cho anh kiểu gì chứ? Tô chạm cũng thực sự có thể nói ra được. Anh cảm thấy người anh chơi cùng không phải là bạn, mà là kẻ hại mình. Vậy anh từng yêu chưa? Tăng Du hỏi. Thẩm Bồi Xuyên điều chỉnh lại vẻ mặt, đừng nghe ngóng chuyện của người lớn. Tang Du bĩu môi, vậy tôi không cần giới thiệu bạn gái cho anh nữa đúng không? Thẩm Bồi Xuyên vốn người thấy mì cũng khá thơm, nghĩ bụng chắc là ngon lắm, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không muốn ăn. Anh đặt đũa xuống, nhìn Tang Du rồi nghiêm túc nói, người bạn đó của tôi thích đùa cợt, vì thế cô đừng bận tâm đến lời anh ta nói. Ừm, vậy thì sau này tôi nghe anh. Cô nhìn anh rồi cười, khuôn mặt xinh xắn, lúc cười rất dịu dàng, sự trong sáng chạm đến trái tim của người khác. Thẩm Bồi Xuyên ngẩn người ra, vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu ăn mì, "Ừ, sau này nghe tôi." Tang Du chống cằm nhìn anh cười, cảm thấy anh rất đáng yêu, nhưng dùng từ này cho anh không thích hợp cho lắm, nhưng cô cảm thấy từ này rất hợp với cô. Ăn xong mì, Thẩm Bồi Xuyên đưa cô về trường, sau đó lái xe đi, lúc đi được nửa đường thì phát hiện cô để quên ba lo ở trên xe, vì thế lại quay đầu xe trở lại trường. Lúc anh đến, thấy có rất nhiều người đang túm tụng ở cổng tường, anh dừng xe ở bên đường, cầm ba lo của Tăng Du rồi đẩy cửa xe bước xuống. Chính là cô ta, lần trước rõ ràng đến hộp đêm với mấy người đàn ông, ở trường lại giả vờ thuần khiết, giả vờ không có tiền. Tôi không tin tiền cô ngủ với người khác không đủ cho cô tiêu, chỉ thích giả vờ đáng thương để dụ dỗ sự đồng cảm. Của các bạn nam, Tăng Du, cô còn có liêm sỉ không? Nữ sinh đang nói là bạn cùng phòng ký túc xá với Tăng Du, còn là bạn cùng lớp, tên là Lục Vãn Vãn, cô ta mang oán hận ở trong lòng kể từ ngày Tăng Du được chọn đi. Cô ta cho rằng điều kiện của bản thân tốt hơn Tăng Du, cảm thấy bất công, cô ta cũng bình thường, còn từng ở chung với người đàn ông khác, tại sao vẫn có được sự ưu ái của anh chị tiền bối. Chương 503, anh ta là người đàn ông bên ngoài của tôi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lục vãn vãn vẫn ôm hận trong lòng, mấy hôm trước anh học khóa chê mà cô yêu thầm đã tỏ tình với Tăng Du, làm sự đố kỵ tích tụ trong lòng cô gần như bộc phát. Hôm nay nhìn thấy cô ấy bước xuống từ xe của thẩm bồi xuyên thì chặn ở cổng trường, định làm nhục cô, làm cô ta mất danh dự ở trường. Khuôn mặt tăng du không cảm xúc, trước đây chuyện của bố cô đã khiến cô phải chịu không ít chỉ trích. Giờ đã trưởng thành, lại càng có thể thận trọng hơn, chuyện cô không làm, cô sẽ không thừa nhận, càng không thể bị bất kỳ ai vu tội bừa bãi. Sao cô lại biết tôi ở tiệc đêm? Chẳng lẽ cô cũng ở đó nên nhìn thấy tôi? vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô xem sao cô lại ở đó được chứ tôi ngủ cùng cô cũng đứng ở bên cạnh nhìn à ánh mắt cô mạnh mẽ không hề trốn tránh đứng đối diện với lục vãn vãn lời nói này của cô cũng có lý mọi người cũng lần lượt nhìn sang lục vãn vãn như đang hỏi làm sao cô ta biết được người ta ở tiệc đêm lục vãn vãn hoảng loạn mấy giây rồi nói tôi nghe bạn tôi nói tôi nói dối hay không mọi người có thể hỏi hai bọn họ cô ta chỉ vào hai người khác có phải trưa nay tăng du bước xuống từ một chiếc xe đàn ông lái không lúc bọn họ quay về đúng là nhìn thấy tăng du bước xuống từ chiếc xe của một người đàn ông cho nên nói thật với mọi người thấy chưa tôi không nói dối đúng không cô ta cứ giả là người nghèo giả vờ đáng thương rồi giành được sự thương hại của bạn nam thực ra bên ngoài lại làm những việc không thể chấp nhận được vậy mà vẫn còn mặt mũi đến trường nếu là tôi thì tôi đã tìm cái lỗ để chui xuống rồi tăng du run rẩy cắn môi vì bản thân không biết giải thích thế nào vì cô đúng là bước xuống từ xe của thẩm bồi xuyên. Thấy Tăng Du không có cách nào phản kháng, lục vãn vãn càng lấn tới, đồ hèn không cần mặt mũi, vậy mà còn có mặt mũi từ chối anh Giang, đúng là con khốn, quyến rũ đàn ông hả. Mặt Tăng Du tái nhợt, ánh mắt nhìn lục vãn vãn như chuẩn bị bắn ra tên lửa, nói bậy. Ha ha, tôi nói bậy, người đàn ông của cô cũng đến trường rồi, làm sao, lúc nằm lên giường của người ta cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đúng không? Có biết hai chữ nhục nhã, viết thế nào không? lục vãn vãn càng nói càng không chuẩn mực càng nói càng láo xược càng nói càng khó nghe cô xem bao nhiêu học sinh đang nhìn mày này nếu không mày cởi quần áo ra để bọn tao chiêm ngưỡng xem mày câu dẫn đàn ông kiểu gì nào tăng du tức điên chỉ thấy trong lòng như lửa đốt nhìn cái dáng vẻ xấu hổ rồi tức giận của cô kìa sao muốn đánh tôi à lục vãn vãn cười lớn hai tay tăng du nắm chặt nhắm mắt thở ra một hơi lạnh lùng nói đánh cô chỉ bẩn tay tôi thôi nói xong đi thẳng vào trường Lục vãn vãn lại không bỏ qua, một tay nắm lấy áo của cô, quần áo mùa hè lại mỏng, cô kéo một cái đã lộ ra tấm lưng trắng nõn. Lục vãn vãn thấy các bạn nam hai mắt sáng lên rồi, bèn nghĩ ra ý xấu, cố ý vén lên, bảo sao có thể quyến rũ đàn ông, nhìn tấm lưng này xem có thể khiến đàn ông dở không ít cho bịp bợm nhỉ. Tang Du dùng tay che lại, tức giận nhìn lục vãn vãn, hét to, bỏ tôi ra. Đồ tồi, không còn là xử nữ nữa thì giả vờ thuần khiết làm gì. Lục vãn vãn nghe răng trợn mắt, trong lòng đố kỵ với dáng người của tăng du mặc dù cô cũng không xấu nhưng sau khi nhìn thấy dáng người tăng du thì phát hiện bản thân mình chả là cái thá gì cô có gầy nhưng khung xương lại to xương hông cũng to không giống như tăng du lưng vừa nhỏ vừa mịn cơ thịt săn chắc lại còn rất trắng xương hông không to không nhỏ vừa đẹp tăng du bị lục vãn vãn chọc điên giới hạn cuối cùng cũng bị phá bỏ trong đầu cô không nghĩ gì lấy tay đẩy ngược lại hành động của tăng du quá đột ngột lục vãn vãn không phòng được trước lùi về sau mấy bước suýt bị ngã động tác này đã làm cô ta bị các bạn cười lục vãn vãn thấy tăng du làm mình mất mặt trừng mắt lên giơ tay định đánh cô lúc cô đang vừa giơ tay thì đã bị bắt lấy cô ta tức giận mắng ai dám nhiều chuyện lúc nhìn thấy khuôn mặt đó đập vào mắt những lời tiếp theo như bị chèn ở cổ họng mọi người đều nhìn người đột nhiên xuất hiện với ánh mắt thăm dò lúc thẩm bồi xuyên không cười lại khiến người khác cảm thấy rất cứng rắn hôm nay mặc quân phục trông lại còn lịch lãm hơn có người thì thầm oa chú cảnh sát đến rồi này anh anh lục vãn vãn bị cứng họng cũng biết anh ta không phải là người bình thường bỗng căng thẳng không nói lên lời thẩm bồi xuyên không giỏi nói chuyện nhưng nếu lúc này là tô chạm thì có lẽ đã làm bẽ mặt lục vãn vãn rồi anh lạnh lùng đẩy tay lục vãn vãn ra bước đến chỗ tăng du tăng du cứ nhìn thẩm bồi xuyên như vậy xuất hiện vào lúc cô nhách nhác nhất không quan tâm ánh mắt của người khác mà đến trước mặt cô đây là lần thứ ba thẩm bồi xuyên dừng lại trước mặt cô đưa túi cho cô nói nhỏ có cần tôi giúp cô nói với hiệu trưởng không những lời nói này rất khó nghe ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ở trong trường trong lòng tang du rất khó chịu không nhận lấy cái túi anh đem đến chỉ ngẩng đầu nhìn anh nói anh nghe thấy cô ta nói gì rồi à thầm bồi xuyên mím môi nói ừ con người ở thế giới này đều thích xem cảnh tượng náo nhiệt anh giải thích người khác nói anh biện minh cho nên tôi không cần phải giải thích bọn họ thấy như nào thì nó là như thế lời nói của Tăng Du không phải là không có lý, gặp phải chuyện như vậy, có lẽ nên nói rõ ràng, nhưng kỹ càng thì lại là chuyện đó, có giải thích thì người khác cũng không tin. Có thể còn cảm thấy là anh lấy thân phận để kể chuyện, cố ý giấu đầu hở đuôi. Lúc thẩm bồi xuyên không biết làm thế nào thì bỗng Tăng Du kiễng chân lên, giơ tay quàng lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Thẩm bồi xuyên đứng thẳng, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang sát vào mặt mình. Như quên đi phản ứng, chỉ thấy hơi thở thơm tho và tinh khiết động lại trước mũi. Đôi môi mềm mại áp vào anh, còn anh lại cứng nhắc đứng yên đó. Lúc anh nhận thức được Tang Du đang làm gì, đôi tay anh muốn đẩy cô ra, cô còn nhỏ mà sao lại có thể. Tuy nhiên tay của anh còn chưa đưa ra thì Tang Du đã bỏ ra, rồi nhìn những người bạn xung quanh mình. Đúng, anh ta là người đàn ông bên ngoài của tôi đấy. Như vậy đấy, tôi đã thành niên, có quy định tôi không thể yêu đương không? Nói xong cô cầm lấy chiếc túi trong tay thẩm bồi xuyên, chen vào giữa đám học sinh chạy vào trong trường. Thẩm bồi xuyên gật đầu, khoái miệng nhách lên. Nếu lần sau tôi còn nghe thấy cô nói những lời sỉ nhục cô ấy, tôi sẽ tìm hiệu trưởng và mời bố mẹ cô đến. Tôi muốn xem xem bố mẹ thế nào lại có một đứa con chua ngoa như vậy. Nói xong liền nhìn toàn bộ học sinh đứng đó, lạnh lùng nói, giải tán đi. Mọi người dần dần rời đi, đi rất chậm, còn muốn xem còn. Có náo nhiệt gì nữa không? Thẩm bồi xuyên đi ra xe, lục vãn vãn cắn môi, trừng mắt hận thù nhìn thẩm bồi xuyên đã khiến cô mất mặt. Về sau cô làm sao ở lại trường được nữa, còn làm sao gặp được người khác, anh xem cũng là người có thân phận tuổi cũng không còn nhỏ nữa lại đi tìm sinh viên năm nhất suýt chút nữa còn làm con gái anh được luôn rồi cũng không xấu hổ còn áp lực lên tôi thấy tôi là học sinh nên dễ bắt nạt sao thẩm bồi xuyên đứng yên ở đó lục vãn vãn nghĩ anh sẽ đánh người nên đã thục mạng chạy đi anh nhìn lục vãn vãn như muốn bỏ chạy rồi thở một hơi cúi đầu xoa xoa thái dương rồi bước vào ghế sau của xe nhưng không khởi động xe ngay mà chỉ ngồi đó dường như đang hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra quá đột ngột khiến anh không kịp nếm trải. Lần đầu tiên gần gũi một cô gái như vậy, ấn tượng cực kỳ sâu đậm, nhất là hơi thở của cô. Chương 504: Vừa mong chờ vừa mâu thuẫn. Thẩm Bồi xuyên dựa vào ghế, dựa đầu vào tay, đáng ra anh nên đẩy Tăng Du ngay từ đầu, sao anh có thể phân tâm được chứ? Sao anh cứ cảm thấy mình đã bắt nạt con gái nhà người ta, mặc dù là người ta chủ động trước, nhưng anh là người trưởng thành, lại không còn trẻ nữa, lúc đó sao không phản ứng được cô ấy sẽ làm gì chứ? trong lúc anh đang buồn bực thì điện thoại trong túi anh văng lên là tô chạm gọi điện đến hỏi anh có muốn đi nước y không thẩm bồi xuyên ngơ ra bây giờ đi sang đấy làm gì chứ tô chạm lại không nói rõ chỉ hỏi anh có đi hay không thẩm bồi xuyên xoắn suýt một lúc trong lúc bản thân đang nghĩ linh tinh tôi đi trước ba giờ ra sân bay nếu không đừng trách chúng tôi không đợi cậu nói xong tô chạm liền tắt điện thoại anh ngồi trong xe tay cầm thiệp mời còn xem người được viết chơi đó còn có thời gian và địa chỉ triển lãm lần này không ở trong nước mà là triển lãm thời trang quốc tế được tổ chức bởi những người có tiếng trong ngành thời trang và có ảnh hưởng ở nước y nhưng lần này chỉ là một chuyên đề anh lẩm bẩm thật không hiểu cậu muốn làm gì ở đó nữa dường như trong phút chốc tô chạm lại nghĩ ra một điều gì đó lâm tân ngôn cũng là nhà thiết kế thời trang chẳng lẽ cậu ấy muốn tìm lâm tân ngôn nghĩ đến đây anh bèn quay lại hỏi tông cảnh hạo cậu nghĩ vợ cậu sẽ xuất hiện tông cảnh hạo cho mày rõ ràng là không muốn nói đến chủ đề này chỉ dựa vào ghế nhắm mắt lại. Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng anh không biết có gặp được cô không, hoặc là nói cô có đi hay không. Nếu như cô muốn bản thân lộ diện, thì chê thiệp mời không chỉ có tần nhã, mà còn có bóng hình của cô nữa. Anh không chắc chắn, trong lòng cũng có vài phần không dám gặp cô, nhưng cũng lại rất mong đợi, lại vừa mâu thuẫn. Chuyện kiếm hiệp hay tô chạm cũng biết ý, không nói chuyện đó nữa, chỉ yên lặng ngồi xuống chờ thẩm bồi xuyên đến. Trong lúc đợi thì lấy tấm thiệp mời ra xem, anh cũng không biết có gì đẹp chỉ là muốn xem thôi sau đó anh thấy chỉ là xem nhiều hơn bức ảnh của một người phụ nữ là sự phản bội của tần nhã bèn ném tấm thiệp sang một bên không lâu sau thẩm bồi xuyên cũng đến bọn họ bây giờ đi thì sáng mai có thể đến nơi nghỉ ngơi một ngày buổi tối mới đến thời gian triển lãm tông cảnh hạo yên lặng một ngày một đêm tô chạm có thể hiểu được nhưng thẩm bồi xuyên giả vờ trầm tư cái gì chứ cứ như người mất hồn trông không hề có tinh thần tô chạm cảm thấy mình cứ như đang ở cùng với hai con ma bệnh vậy bọn họ đến đây là chuyện riêng, cho nên khá kín tiếng. Buổi tối bọn họ ngồi taxi đến triển lãm, trung tâm triển lãm rất rộng, nằm giữa nhiều tòa nhà cao tầng. Thành phố như đang chìm đắm trong những ánh đèn đầy màu sắc, trông sống động hơn rất nhiều. Bước vào cửa hội trường thì sẽ thấy một chiếc bảng chỉ dẫn, trên đó là bản đồ giống như trong thiệp mời, bên dưới còn có phụ đề dịch sang. Lần này có rất nhiều quốc gia khác nhau, nên cũng dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì bà William đã giúp Lâm Tân Ngôn cho nên mời rất nhiều, những người nghe danh mà đến cũng không ít. Sau khi Lâm Tân Ngôn nổi tiếng, lần đầu tiên cô ấy tổ chức triển lãm cá nhân. Bà William cũng xuất hiện, bà khoác lên mình một bộ sườn xám, hoa văn lộng lẫy được thêu lên công phu, kết hợp với một chiếc khăn trơn, tôn lên sự thông minh và sang trọng của bà. Tất cả đèn trong hội trường đều được bật sáng, giống như ánh. Sáng ban ngày, các phóng viên báo đài từ mọi nơi đang bắt đầu chụp ảnh. Những người đến tham quan cũng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, đám cưới studio ảnh chỉ cần làm về ngành thời trang thì đều đến đây lần này thanh thế rất lớn rất nhiều người đến đây cả hội trường lớn toàn người với người nhìn chỗ nào cũng thấy người những người phục vụ cũng mặc những trang phục riêng biệt nhìn thoáng qua cũng nhận ra được phía trước của sân khấu chữ t có những dãy lộ phủ bằng vải flan trắng trên đó có đặt rượu ngon và nhiều loại bánh ngọt khác nhau hai bên là từng hàng từng hàng ghế cho những người đến tham gia đợi đến khi xem triển lãm thì ngồi xuống chê sảnh có người xuất hiện, ánh đèn sáng rực trên sân khấu chữ T, sau đó người dẫn. Chương 505, anh vẫn thích em rất nhiều. 12 người mẫu cuối cùng lần lượt đứng trên sân khấu T và thể hiện vẻ đẹp của họ. Các người mẫu bước đi chậm rãi, ánh đèn theo sau và âm thanh trữ tình của đàn tranh vang lên. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời bộc bạch tình cảm với chất giọng trầm. Anh vẫn còn rất thích em, giống như thích âm thanh của một chiếc piano lan truyền hàng ngàn dặm anh vẫn còn rất thích em như thích núi cao nước chảy, khó tìm được chi kỷ. Anh vẫn còn rất thích em giống như thích tiếng dây đàn tiêu vĩ không gì sánh được. Anh vẫn còn rất thích em giống như thích quân cờ đánh giết lẫn nhau. Anh vẫn còn rất thích em giống như thích khói thuốc súng bốn phía chê chiến trường. Anh vẫn rất thích em giống như thích một mảng trắng đen chẳng chịt, tất cả đều có chủ ý. Anh vẫn còn rất thích em giống như thích một cuốn sách hấp dẫn, cứ tồn tại trong lòng anh. Anh vẫn còn rất thích em như thích một cuốn sách trong tay, tình cảm chan chứa. Anh vẫn còn rất thích em như thích học hỏi kiến thức, dù khó thế nào cũng không thể dừng lại. Anh vẫn còn thích em như hương rượu ngõ sâu, trên miên hàng ngàn dặm. Anh vẫn còn rất thích em như rượu ngon lâu năm khiến người ta say. Anh vẫn còn rất thích em giống như thích rượu nữ nhi hồng uống vào trong cổ họng. Lời bộc bạch đầy cảm xúc của người dẫn chương trình trong một bữa tiệc long trọng đã đẩy toàn bộ cuộc triển lãm lên cao trào. Tình cảm là thứ không thể nói rõ được nhất trên thế gian này, nhưng lại khiến người ta phải hướng về. Bài phát biểu đầy cảm xúc của người dẫn chương trình giống như một người tình nói với đối phương về tình cảm của mình. Có vẻ như ở điểm cuối cùng này, đã đem ý tưởng chủ đạo của toàn bộ triển lãm trình bày trước mặt mọi người theo một cách rất riêng. Lần này chủ đề chính là lễ phục cưới chính thức của Trung Quốc, kết hôn dùng để chỉ sự kết hợp của hai người, một nam một nữ, yêu thương nhau và kết thành vợ chồng, cuối cùng quy về một chữ tình. Nó tình cờ bổ sung ý nghĩa cho câu anh vẫn còn rất thích em trong 20 câu bộc bạch này. Muốn lấy người mình yêu thì phải mặc những bộ váy cưới như vậy để bày tỏ tình cảm. Thiết kế của triển lãm lần này thật tuyệt vời, khiến cho mọi người phải vỗ tay tán thưởng. Ngay khi mọi người muốn phỏng vấn nhà tổ chức và mong chờ được hợp tác, thì tiếng người dẫn chương trình vang lên, xin mời tần án án, người sáng lập ra mây theo. Ánh sáng chiếu vào phía sau, từ từ theo một bóng người. Tần nhã mặc bộ sườn xám giống chê thiệp mời, cùng một kiểu tóc, cùng một lối trang điểm, chỉ khác là người thật lại đẹp siêu phàm thoát tục. Tô chạm ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ này, cảm thấy quen thuộc nhưng lại hoàn toàn xa lạ, khó hiểu. Anh mím môi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong ánh đèn sân khấu, cố gắng tìm một số manh mối trên khuôn mặt của người phụ nữ này, để chứng minh rằng anh đã từng gặp cô ấy trước đây. Cuối cùng mọi chuyện đều vô ích, anh chưa từng gặp. Lần đầu tiên nhìn thấy là chê thiệp mời, gặp người thật thì đây là lần đầu tiên nên anh không biết cô gái này. Chê sân khấu, Tần Nhã tự nhiên cầm lấy micro do người dẫn chương trình đưa cho, đối diện với ánh đèn đang nhấp nháy phía dưới cô cúi đầu không chút sao động cảm ơn mọi người đã đến đây cảm ơn tất cả các nhân viên đã có mặt cảm ơn mọi người cô duyên dáng đứng trên sân khấu giờ micro và nhìn về phía mọi người tôi không phải là người sáng lập mây theo người sáng lập không thể đến hiện trường vì lý do cá nhân vì vậy mọi người có bất kỳ câu hỏi gì đều có thể hỏi tôi tôi sẽ trả lời từng người một xin hỏi cô ý nghĩa của tên mây theo là gì một phóng viên hỏi Tần Nhã trả lời trôi chảy, "Tôi tin rằng những người đến đây, hôm nay không ít người là những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp quần áo. Tôi nghĩ mọi người đã từng nghe về sợi vải mây thơm rồi chứ?" Có người thốt lên, "Có phải sợi vải mây thơm đã biến mất hơn 20 năm nay không?" Tần Nhã khẽ mỉm cười, "Đúng vậy." Sau đó cô giải thích, "12 trang phục áo cưới Trung Quốc của chúng tôi lần này đều được làm từ sợi vải mây thơm và thêu nhân tạo. Chúng được một bậc thầy làm trong 2 tháng trong 2 tháng." Tuy tốn thời gian và công sức nhưng tôi tin rằng mọi người đã thấy được hiệu quả. Xin hỏi những chiếc váy cưới này sẽ được bán với giá rất cao à? Có người nói rõ rằng họ muốn mua chúng. Cả kiểu dáng và ý nghĩa đều rất tiêu biểu. Xin lỗi, những thứ này sẽ không được bán ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng không bán, chỉ để thưởng thức. Nếu ai muốn hợp tác, đợi một chút nữa tôi sẽ giới thiệu người tiếp đón của chúng tôi." Tần Nhã mỉm cười, tiếp theo dành cho mọi người 10 phút để xem cận cảnh, nhưng vui lòng không chạm tay vào. Cảm ơn vì đã hợp tác vì là tác phẩm thiêu nên nếu chẳng may sơ ý sẽ rất khó sửa chữa. Tất cả mọi người súng lại, chỉ có ba người đàn ông to lớn trong góc là bất động. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đều đưa mắt về phía Tông Cảnh Hạo. Cả hai người họ đều biết nguồn gốc của sợi vải mây thơm và cái chết của Trình U Tú. Trước đây có thể không liên quan gì đến Tông Cảnh Hạo lắm nhưng bây giờ thì có. Là chị dâu à? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, nếu không thì còn ai có thể làm chuyện như vậy? Tông Cảnh Hạo chỉ lặng lẽ nhìn những bộ trang phục lộng lẫy và tinh xảo trên sân khấu, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nhìn thấy vết hằn sâu nơi khóe mắt. Thực ra bề ngoài cũng không bình tĩnh như vậy. Sau khi người phụ nữ ấy rời bỏ anh, cô trốn trong một góc âm thầm chuộc tội cho cái chết của Trình U Tú, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy sẽ buồn vì mất đi người thân của mình. Các phế năng phía sau của anh ấy bẹp do dùng lực quá mạnh, các bắp thịt bị lõm vào thành một hốc, điều này cho thấy anh cũng đang cố gắng hết sức chịu đựng để duy trì sự bình tĩnh bên ngoài. Trên sân khấu, 12 người mẫu đứng bên sân khấu chữ T để mọi người thưởng thức. Từng đường chỉ làm ra đều khó chút khuyết điểm nào, có người thở dài nói, cuộc triển lãm này thực sự đã làm tôi bị rung động. Sự xa hoa của nó, và cách trưng bày độc nhất vô nhị của người sáng lập khiến tôi không thể bình tĩnh được. Sau khi nhận được lời nhận xét như vậy, Tần Nhã mỉm cười hiểu ý. Vất vả trong hai tháng này không phải là vô ích, cô nghĩ rằng sau ngày hôm nay, sợi vải mây thơm lại một lần nữa trở lại với công chúng. Vậy là mục tiêu của Lâm Tân Ngôn đã đạt được. Thương hiệu mây theo sau đó sẽ nổi lên. 10 phút sau, người mẫu lui vào bên trong, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cảm ơn tình cảm của mọi người. Nếu mọi người có ý định hợp tác, hãy bàn bạc lại với ông Thiệu. Thiệu Vân hiếm khi mặc Âu phục cùng giày da, cũng không ăn mặc cầu kỳ, bước tới trước sân khấu, nếu như có hứng thú, vui lòng để lại thông tin liên hệ tại đây. Hiện giờ có quá nhiều người, căn bản không có thời gian để nói chi tiết, chỉ có thể nói chuyện vào ngày sau. Sau khi đẩy Thiệu Vân ra, Tần Nhã lùi ra sau, cô đi tới phía sau chào hỏi nhân viên, nhất định phải cẩn thận. Người mẫu cởi đồ ra thì đừng để bừa bãi, nhất định phải treo lên móc quần áo. Những bộ quần áo này là để trưng bày và vẫn phải lấy đi, để đề phòng trường hợp chúng bị hỏng, mà khi mang đến đã phải chế tạo ra một chiếc kệ phù hợp với những bộ quần áo này. Khi bà William bước tới, Tần Nhã vội vàng chào hỏi, bà William bà mỉm cười trước đó lâm tân ngôn chưa tiết lộ cho bà biết đó là triển lãm gì hôm nay mới tới xem bà mỉm cười quả nhiên tôi không nhìn nhầm cô ấy điều này làm tôi ngạc nhiên nhưng tiếc là cô ấy đã không đến đây để nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người lúc đầu khi nhìn thấy cô ấy tôi biết cô ấy nhất định sẽ làm nên chuyện tần nhã cười đáp lại tôi thay mặt cô lâm cảm ơn bà không cần thay tôi nói với cô ấy vài lời chỉ cần nói rằng tôi rất vui mừng Mặc dù cô ấy không còn ở leo nữa và đã tạo nên thương hiệu của riêng mình, nhưng tôi đối với tấm lòng của cô ấy sẽ không thay đổi. Tôi hy vọng cô ấy trong tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn. Bà William đã cao tuổi rồi đứa con duy nhất không mặn mà với ngành này, nên sau khi bà qua đời, liệu leo có thể tiếp tục phát triển hay không là một vấn đề nan giải. Tôi không biết anh đang nói gì. Anh mở toang cổ áo, có gió lùa vào nhưng không thể làm dịu nhịp tim nóng hổi của mình. Anh cố gắng hít thở, Phổi như một ống thổi bị vỡ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tôi hỏi cô, tức là đã biết thân phận của cô rồi. Đừng quên, lúc đầu tôi đã sắp xếp cho cô ra nước ngoài điều trị. Chương 506, gần ngay trước mắt không quen biết. Tần Nhã không cố ý nói dối, mà chỉ trả lời trong tiềm thức. Theo bản năng là muốn bảo vệ sự riêng tư của Lâm Tân Ngôn, không thể tùy ý tiết lộ tung tích của cô. Dù biết lý do anh và Lâm Tân Ngôn rời xa nhưng cô vẫn cảm thấy hai người nên buông tay mặc dù những chuyện đó đều không phải do họ gây ra không nên gánh chịu hậu quả mà nên trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau mà hai đứa trẻ cũng lớn như vậy rồi bên cạnh đó lâm tân ngôn vẫn đang mang thai cô ấy ở thành phố c lúc nhìn thấy anh tần nhã rất ngạc nhiên không ngờ anh lại đến nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng đủ hiểu với rất nhiều thiệp mời được gửi đến anh biết chính xác bộ dạng của cô như thế nào chỉ cần nhìn thấy tấm thiệp mời anh ấy chắc chắn sẽ đoán được nó có liên quan đến lâm tân ngôn Tông cảnh hạo sững sờ hai giây, dường như anh không ngờ đến câu trả lời này. Thành phố xê giáp thành phố B, cách nhau không xa. Có lẽ cô ấy không muốn mang đứa trẻ cách anh quá xa. Tần nhã đoán, mặc dù có những thứ văn nhàn để lại cho cô ấy, cô ấy không nhận nó hoặc không sử dụng nó, mà chọn ở lại đó vì nó không xa thành phố B. Tông cảnh hạo dựa vào cửa nhìn ánh đèn ven đường, ý thức có chút mờ mịt. Cả thế giới dường như dần rời xa anh, cảnh vật trong mắt anh càng lúc càng nhợt nhạt giống như một bức tranh thủy mặc, trong đó chỉ có một ý nghĩ. Trong đầu quay cuồng, đi gặp cô ấy. Đi gặp cô ấy. Cô ấy sống ở đâu? Giọng nói của anh rất thấp và yếu ớt, nghe kỹ lại xen lẫn chút run rẩy, giống như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt. Thành phố C, tầng 6, tòa A, dinh thự ung cảnh hòa. Tần Nhã nói. Tông cảnh hạo quay người, Tần Nhã ngăn lại. Vậy thì nhờ anh làm giúp tôi một việc. Cô chưa kịp nói hết lời. Tô chạm và thẩm bồi xuyên đã bước tới. Sao các anh lại ở đây? Tô Trạm liếc nhìn hành lang, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở hành lang, lại nhìn Tông Cảnh Hạo, khóe mắt khẽ co giật, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói gì. Tần Nhã nuốt xuống những gì định nói. Lúc nhìn thấy Tô Trạm cũng không còn tâm trạng gì nữa, hoàn toàn coi như đối với người xa lạ. Cô đi giày cao gót bước tới, ánh mắt không nhìn Tô Trạm, cũng không nhìn Thẩm Bồi Xuyên, mà cười nói với Tông Cảnh Hạo, có thể để lại số điện thoại không? Tô Trạm đi theo anh, cô không tiện để nói chuyện trước mặt anh cô chỉ có thể nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin với anh tông cảnh hạo liếc nhìn cô và biết cô đang nghĩ gì chỉ là yêu cầu anh giữ bí mật và không được cho tô chạm biết thân phận của cô không biết là cố ý hay vô tình anh liếc nhìn tô chạm cho cô ấy số của tôi nói xong anh bỏ đi tô chạm không vui cảm thấy tông cảnh hạo quá kỳ lạ quen biết anh ấy không phải ngày một ngày hai nhưng lúc lâm tân ngôn không ở bên cạnh anh ấy anh cũng sẽ không cho một người phụ nữ biết thông tin liên lạc của mình có phải vì lâm tân ngôn không quay lại khiến tâm trí anh ấy bị ca động không trách tô chạm nghĩ nhiều vì hành động của tông cảnh hạo quá kỳ lạ thẩm bồi xuyên nhìn tần nhã mà trầm ngâm anh sẽ không tin tông cảnh hạo sẽ thay đổi tình cảm miệng lặp đi lặp lại cái tên tần án án đột nhiên nhận ra mấu chốt tần nhã ra nước ngoài và bị biến dạng vì vụ nổ ngay cả khi ca phẫu thuật thành công thì cô ấy cũng sẽ khác so với trước đây chứ thật trùng hợp cô ấy cũng họ tần là trùng hợp ư anh không nghĩ đó là sự trùng hợp anh cảm thấy người tên tần án án trước mặt chính là tần nhã tông cảnh hạo sẽ đến tìm cô anh nhất định sẽ hỏi tung tích của lâm tân ngôn về phần thay đổi giọng nói anh không biết rằng có lẽ là cố tình thay đổi chăng sau khi suy nghĩ thẩm bồi xuyên dường như có thể hiểu tại sao tông cảnh hạo lại yêu cầu tô chạm cho cô số của mình hy vọng rằng anh có thể hiểu được ý tốt của tông cảnh hạo đưa tay vỗ vai anh ấy tôi đợi cậu ở bên kia đường nói xong liền rời đi nhưng tô chạm lại giữ lấy thẩm bồi xuyên anh đừng đi chứ. Thẩm bồi xuyên, lẽ nào người đàn ông này là một kẻ ngốc? Không cảm thấy chút gì ư, cho anh ấy cơ hội được ở một mình cũng không muốn. Thẩm bồi xuyên nghĩ thầm trong lòng, người này e là đã hết thuốc chữa. Tô chạm hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của thẩm bồi xuyên. Bây giờ nhìn thấy những người phụ nữ khác liền cảm thấy tần nhã đã phản bội. Sao còn tâm tư để nghĩ ra tần nhã đã thay đổi diện mạo? Bóng dáng trước kia đã hoàn toàn biến mất, mà giọng nói cũng khác khiến anh không nghĩ ra, lạnh lùng liếc nhìn tần nhã một cái, đừng tưởng vì ngoại hình đẹp mà dụ dỗ bừa bãi. Đó là đàn ông đã có vợ rồi. Không muốn bị mắng, biết điều thì tránh xa ra. Hừ, tô chạm còn tưởng rằng tần nhã chính là người phụ nữ dụ dỗ tông cảnh hạo. Đừng nói đưa số, không mắng mấy lời khó nghe là tốt lắm rồi. Thẩm bồi xuyên im lặng đứng bên cầu trời. Tần nhã không phẫn nộ cũng không tức giận, chê mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Tôi không hiểu anh đang nói gì, đưa số cho tôi. Tô chạm cao mày, còn chưa đủ rõ ràng ư. Cô muốn số của anh ấy làm gì, giọng nói của tô chạm vẫn lạnh lùng thậm chí còn khó coi hơn trước dù vẻ mặt tần nhã bình tĩnh lãnh đạm như thế nào trong lòng cô vẫn có chút dao động dù sao người đàn ông đã chung giường chung gối với cô gần gũi mặn nồng còn từng sinh con làm sao có thể nói là không có chút oán hận nào cô nắm chặt hai tay trong lòng căng thẳng nên không nhận ra được ý của tô chạm cô cảm thấy anh ta đang cố ý bới lông tìm vết nụ cười trên mặt bị đè nén được rồi tôi đi hỏi anh ta nói rồi định đi qua bên đường Tô chạm lo lắng túm lấy cô, này, sao người phụ nữ như cô lại không biết xấu hổ chứ? Tôi nói không rõ ràng ư. Người ta đã có vợ rồi, đừng nghĩ tới làm tiểu tam. Tôi nói với anh này. Tần nhã cắt ngang lời anh, không phải tất cả mọi người đều như anh đâu, lòng dạ bẩn thỉu. Tôi cần số là chuyện giữa tôi và Tông Cảnh Hạo. Trường 507, tôi muốn hỏi cậu một câu. Câu nói khiến tô chạm nghẹn họng, thẩm bồi xuyên thực sự không chịu nổi. Một khi tên khốn kiếp tô chạm này lên cơn, nói gì quá khích khiến tần nhã buồn lòng thì cả đời này của anh ta cũng đừng hòng dỗ được cô anh kéo tô chạm ra cậu ra ngoài đợi tôi trong này để tôi giải quyết tô chạm cũng rất ấm ức anh nghĩ thay cho lâm tân ngôn sợ tông cảnh hạo bị người ta giành mất ngược lại còn bị mắng trong lòng thật không dễ chịu bội xuyên phụ nữ hiện đại đều nói năng sắc bén tô chạm cậu tạm dừng lại được không thẩm bồi xuyên chống tay lên chán suýt nữa anh bị tô chạm ngốc ngách kia chọc tức chết tô chạm hừ một tiếng anh giải quyết nói rồi tức giận ra ngoài trong lòng còn nghĩ tôi không muốn lo nữa thẩm bồi xuyên thấy tô chạm đi xa mới nhìn tần nhã cô là tần nhã đúng không giọng nói khẳng định không đợi tần nhã phủ nhận anh lại lên tiếng tô chạm không phát hiện ra vì người trong cuộc không rõ bằng người ngoài cuộc chuyện hài hước tô chạm biết thẩm bồi xuyên là người trầm tính có thể nói như vậy chắc chắn anh đã phát hiện ra gì đó cô mím môi cười gượng tôi phát hiện ra rồi giọng nói cũng thay đổi rồi cố ý sao thẩm bồi xuyên quan tâm hỏi tần nhã lắc đầu bị thương thanh quản thẩm bồi xuyên than thở không sao dù gì cũng không khó nhận ra anh đưa tay xin điện thoại của thẩm bội ni cô biết tin tức của chị dâu đúng không tần nhã đưa điện thoại cho anh nói thật ừm tôi vừa xuất viện đã đi tìm chị ấy bây giờ đang ở cùng nhau thẩm bồi xuyên lưu số điện thoại của tông cảnh hạo cho cô còn muốn giải thích cho tô chạm một câu tình tính của cậu ta chắc cô cũng biết có lúc rất ngốc nhưng trước giờ không có ý xấu vừa nãy cậu ta không nhận ra cô tưởng cô là người phụ nữ muốn rụ rỗ tông cảnh hạo dù gì chị dâu không có đây anh ấy lời còn lại anh không nói hết nhưng tin rằng tần nhã cũng hiểu tần nhã cũng tỏ rõ thái độ của mình tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật cho tôi đừng nói cho anh ấy biết không phải tôi không buông bỏ được quá khứ chỉ là tôi không muốn bị anh ấy phá rối tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên tĩnh thẩm bồi xuyên nhìn cô một lúc rồi nói tôi không nói với cậu ta cho cậu ta chịu chút khổ cực nếu không còn phạm lỗi tôi tán thành cách làm của cô không phải Tần Nhã vội vàng giải thích, không phải tôi muốn trừng phạt anh ấy, tôi không muốn có quan hệ gì với anh ấy nữa, tình cảm quá sâu nặng, tạm thời tôi không muốn nghĩ tới, tôi muốn đặt nặng sự nghiệp, huống chi bây giờ tôi thực sự rất bận, anh cũng thấy đấy, hôm nay rất nhiều người, hội nghị rất thành công, sau này còn rất nhiều việc phải làm. Thẩm bồi xuyên than thở, được rồi, tôi tôn trọng cô. Lúc anh quay đi hình như lại nhớ ra gì đó nên nói với Tần Nhã, thời gian này cậu ấy cũng không vui vẻ gì, cũng rất khó chịu tiêu cực cả một khoảng thời gian dài không phải dạo gần đây có nhiều chuyện bận rộn cậu ấy sẽ không được như thế này tần nhã không nói cũng không trả lời thẩm bồi xuyên chỉ muốn cô biết không muốn cô tỏ rõ thái độ chỉ riêng điều này tô chạm đã không thể được tha thứ điều này anh rất rõ chăm sóc tốt cho bản thân nói xong thẩm bồi xuyên quay đi tần nhã mỉm cười anh cũng vậy tuổi tác không còn nhỏ nữa mau tìm một cô bạn gái đi nghe tới chữ bạn gái thẩm bồi xuyên đột nhiên nghĩ tới tăng du nghĩ tới tăng du lại nghĩ tới nụ hôn bất ngờ đó. Sau đó, lại cảm thấy tội lỗi. Anh bước nhanh chân rời khỏi, tần nhã nhìn thấy vẻ vội vàng của anh liền mỉm cười. Thẩm bồi xuyên trước giờ luôn điểm đạm vậy mà cũng có lúc không điểm đạm nổi. Chê đường, tông cảnh hạo gọi cho quan kình. Đúng, đặt vé máy bay sớm nhất đến thành phố C. Ngay sau đó, quan kình đã trả lời, chuyến sớm nhất cũng phải 7 rưỡi sáng mai. Ừm, đặt cho tôi một vé. Nói xong anh liền tắt máy, Tô Trạm đứng dựa vào cột đèn bên đường nhìn Tông Cảnh Hạo, sao vậy? Sao lại vội vàng tới thành phố xe làm gì? Tông Cảnh Hạo nhìn anh lạnh lùng nói, chuyện công, mấy người về đi. Nói xong liền bắt một chiếc taxi đi mất. Tô Trạm, anh cảm thấy càng ngày càng không hiểu Tông Cảnh Hạo. Thẩm Bồi xuyên lại biết Tông Cảnh Hạo đi làm gì, vì vậy không hỏi mà khoác vai Tô Trạm, về khách sạn đi, ngủ không được thì uống với tôi một ly. Tô Trạm nhìn anh, là anh muốn uống nhé? Được rồi, coi như tôi muốn uống, cậu có uống cùng không? Đương nhiên là có. Tô chạm cũng khoác vai anh, hai người đàn ông khoác vai nhau, không bắt xe ngay mà ven theo con đường đi về phía trước. Tô chạm, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Đột nhiên thẩm bồi xuyên nói. Chương 508, nhớ nhung còn hơn gặp nhau không nói gì. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tô chạm quay qua nhìn thẩm bồi xuyên kinh ngạc, thực sự là mọc trời mọc đằng tây rồi, anh ta lại có chuyện hỏi mình. Bình thường không thích anh ta, lẽ nào mặt trăng của nước Y và nước Z khác nhau sao? Khiến người ta đổi tính đổi nết. Anh nói, đối diện với ánh mắt lắm điều của tô chạm, anh lại nuốt hết điều muốn hỏi vào trong bụng. Nếu như anh nói cho tô chạm biết chuyện nụ hôn với Tăng Du, không biết tô chạm sẽ cười nhạo anh tới mức nào nữa. Lời tới miệng rồi lại né tránh, chuyện đó, cậu không chú ý tới người phụ nữ tên Tần Yến Yến đó rất đẹp sao? Thẩm bồi xuyên nhấn mạnh vào chữ Tần, muốn nhắc nhở tô chạm vậy mà điều tô chạm chú ý lại là vẻ đẹp của người phụ nữ đó lần đầu tiên anh nghe thấy thẩm bồi xuyên khen một người phụ nữ anh cười ha ha giọng cười có chút lạnh lùng thẩm bồi xuyên bị anh cười tới mức không hiểu gì trong lòng tức giận cậu cười cái gì tôi cười anh và tông cảnh hạo đều bị người phụ nữ đó mê hoặc rồi anh đánh thật mạnh vào vai thẩm bồi xuyên nói nghiêm túc nghe tôi nói tìm cô sinh viên đó đi còn chưa trải đời dễ dụ dỗ người này anh tán không nổi đâu đừng nghĩ nữa thẩm bồi xuyên anh nhắc nhở như vậy còn chưa rõ ràng sao? Lẽ nào đầu tên này toàn xít, không muốn anh nói thô lỗ, nhưng tên này từ khi nào mà ngu như vậy, ngu hết thuốc chữa. Không nói nữa, uống rượu tiếp đi. Thẩm Bồi Xuyên đã không muốn nói với Tô Trạm nữa, hơn nữa anh còn sợ mình sẽ bị tức chết. Tô Trạm còn tò mò Tông Cảnh Hạo làm gì nên hỏi, anh không tò mò Tông Cảnh Hạo đi đâu sao? Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng lườm anh, cậu nói xem chuyện anh ta để tâm nhất hiện giờ là gì? Tô Trạm nghĩ một lát, lẽ nào anh ta đi như vậy là muốn níu kéo chị dâu ư thẩm bồi xuyên nghĩ trong lòng lần này cũng động não được đấy chứ còn biết chuyện tông cảnh hạo để tâm nhất nữa cũng không giấu người không có đầu óc sao tới chuyện của mình là như thằng ngốc vậy chứ không phải anh ta luôn ở cùng chúng ta sao tin tức ở đâu ra tô chạm mụ mị đầu óc rất nhanh đã đoán ra lẽ nào anh ta âm thầm phái người điều tra thẩm bồi xuyên tô chạm không phát hiện ra khuôn mặt không chút xấu hổ của thẩm bồi xuyên tự nói tự trả lời thật không nghĩa khí ngay cả hai chúng ta cũng giấu đáng thương cho chúng ta thấy anh ta đáng thương còn đi điều tra giúp nữa ai biết người ta đã tự điều tra rồi người ta còn biết lo cho vợ mình còn cậu thì sao thẩm bồi xuyên không nhịn được nói một câu nhắc tới tô chạm vẻ mặt của tô chạm không dễ chịu như khi nãy nữa mà buồn rầu nói cũng không phải anh không biết tình cảnh của tôi lúc đó còn giấu tung tích tần nhã của tôi tôi chỉ biết một điều là ở chỗ chị dâu bây giờ cũng không biết cô ấy ở đâu rồi tôi không dám đột ngột đi tìm cô ấy tôi sợ làm cô ấy bỏ chạy tôi sợ cô ấy nhìn thấy tôi ca động sẽ lại bị tổn thương anh quay qua nhìn thẩm bồi xuyên bội xuyên trong lòng tôi cũng có nỗi khổ thẩm bồi xuyên chép miệng đừng nói gì nữa uống đi là anh em của tô chạm anh đã cố gắng nhắc nhở anh anh ta không nghĩ tới khả năng đó cũng không thể trách anh hai người trở về khách sạn gọi rượu về phòng uống uống say rồi còn rất say tới sáng còn không dậy nỗi hai người đàn ông một người nằm trên sofa, một người nằm bò trên giường, không ai lo cũng không ai quản, để mặc họ ngủ say, khi tỉnh lại đã là chập tối, họ đi tắm rửa, thay đồ rồi mua vé về nước. Bên Tông Cảnh Hạo, anh đã nghỉ ngơi ở khách sạn gần sân bay nước Y được một đêm, sáng sớm ra đã bay tới thành phố C, hơn 4 giờ chiều đã hạ cánh tới thành phố C của nước Z. Khoảng thời gian này trời rất sáng, ánh nắng không quá gắt, không nóng như buổi trưa nhưng cũng có thể cảm nhận được độ nóng. So với trước đây đi đâu cũng có người thác tùng, quần áo đồ ăn thức uống đều có người sắp xếp, Tông Cảnh Hạo không phải lo lắng gì, nhưng lần này tới đây vội vàng, anh không dẫn theo lấy một người. Vì thời tiết nóng, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, ngồi trên máy bay một thời gian dài, áo sơ mi cũng bị nhăn không ít. Anh vắt áo vét chê tay phải rồi lách qua dòng người đi ra khỏi sân bay. Sân bay đông người nên có nhiều taxi chở khách, có xe trống ở cửa chờ những hành khách này. Tông Cảnh Hạo liền lên một chiếc taxi nói rõ địa chỉ. Tài xế bèn mở cửa xe ra, rất nhanh sau đó chiếc taxi đã dừng ở trước cửa khu dân cư ung cảnh hòa phủ tông cảnh hạo lấy tiền từ trong ví đưa cho tài xế một chiếc ví và một cái điện thoại là hành lý duy nhất của anh anh đẩy cửa xe bước xuống xe cổng đình có rào chắn và lính canh canh gác công trình xây bằng đá cao chót vót phía trên có khắc bốn ký tự ung cảnh hòa phủ anh đứng ở cổng nhưng nhất thời không dám nhúc nhích anh không biết đột nhiên xuất hiện trước mắt cô như vậy có thể nói gì với cô có thể lòng không suy nghĩ gì không đáp án là không chuyện của văn khuynh còn chưa xử lý xong anh không biết bản thân có thể dùng vẻ mặt gì để đối diện với cô không biết câu đầu tiên có thể nói gì với cô tới giờ phút này anh mới thực sự cảm thấy mâu thuẫn trong lòng biết được lý do tại sao cô muốn đi chắc sắp rồi ngày mai là có thể về sau khi lâm tân ngôn nghe điện thoại của tần nhã biết dược tình hình bên đó có nhiều chuyện cần phải xử lý nên không về nước ngay trong tay cô sắc rất nhiều đồ hai đứa bé muốn ăn vần thắn lâm tân ngôn đã mua vỏ vằn thắn và thịt về nhà làm cho chúng ăn nghe thấy tiếng nói tông cảnh hạo đang đứng trước cửa liền quay đầu lại nhìn bóng nước một lớn hai nhỏ liền lọt vào tầm mắt hai đứa nhỏ không có thay đổi gì tông ngôn thần mặc áo cộc tay màu trắng quần màu be chân đi giày thể thao màu trắng tông ngôn hi mặc váy liền màu hồng rìa hoa đi xăng đan đính đá để lộ bắp chân nhỏ hai đứa bé nắm tay nhau vừa thân thiết vừa đáng yêu khác với tông ngôn thần và tông ngôn hi không điểm đạn đi đường còn chọn chỗ có lá rụng mà đi lên Lâm Tần Ngôn cũng mặc một chiếc váy voan, có thắt lưng mảnh quanh eo, thắt nơ bên phải, cái bụng vốn dĩ không nhô ra này đã hiện rõ, gió nhẹ thổi qua khiến váy ôm sát người. Đôi tay trần trắng nõn sách đồ, cô nhìn xuống hai đứa trẻ với nụ cười nhàn nhạt chê môi. Chương 509, trước kia đúng là từng làm thổ phỉ. Anh nhìn đến si mê, ngơ ngác, muốn không màng tất cả chạy lên ôm cô, nói với cô một câu, anh rất nhớ em. Nhưng sự thật là anh chỉ dám nhìn như vậy, thậm chí còn không dám lên tiếng sợ cô nhìn thấy mình. Mấy mẹ con càng lúc càng tới gần, chỉ cần anh khẽ gọi một tiếng là họ có thể nhìn anh, anh vội vàng, khẩn thiết tới đây, còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với cô thế nào, khi họ phát hiện ra mình, anh quay người đứng vào chỗ ngoặt. Cuộc đời này, đây là lần anh hèn nhát nhất, đối mặt với vợ mình, con mình nhưng anh lại sợ hãi. Mami, tối nay con có thể gói vằn thắn cùng Mami được không? Khi đi tới cửa tiểu khu, Tông Ngôn Hy kéo tay Lâm Tân Ngôn rồi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con gái, mỉm cười hỏi, con biết làm không? Con không, nhưng con có thể học mà. Em gái vừa dứt lời, tông ngôn thần đã nói, em gói thì em tự ăn của em. Tự ăn thì tự ăn, hừ, anh muốn ăn em cũng chẳng cho anh đâu. Tông ngôn hi ngửa mặt, kiêu ngạo nói. Tông ngôn thần bày ra vẻ lo âu, nếu văn thắn em gói không có nhân chỉ có vò thì sao? Không đâu, anh phải tin em. Tông ngôn hi kéo tay anh trai, cũng không phải em chưa gói bao giờ. Đừng quên lần trước em đã từng gói sủi cào đó, em có kinh nghiệm rồi, lần này Tông Ngôn Hy nói như người lớn, cuối cùng còn tinh nghịch vỗ vai anh trai, yên tâm đi. Anh nhớ là mì vắt mà. Lần này không có ba ba ở đây, không ai ăn cục bột khổng lồ, em gói đâu? Anh, Tông Ngôn Hy cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, cô bé buông tay anh trai ra rồi kéo tay Lâm Tân Ngôn, muốn cô đòi lại công bằng cho mình, mami, mami nhìn đi. Anh trai thật đáng ghét, chẳng chịu tin con lại còn đả ca con. Cô giáo nói trẻ con cần phải khen ngợi mới tiến bộ được. Anh cứ đả ca con mãi, con sẽ trở nên ngốc nghếch. Lâm Tân Ngôn không khỏi bật cười, nghĩ thầm, khen ngợi còn có thể trở nên thông minh được à? Nhưng cô không nói ra, ừm, vẫn nên khen ngợi nhóc con một chút, nếu không nhỡ đâu ngốc thật thì phải làm sao? Ngôn Hy là giỏi nhất, nhất định sẽ gói được. Vậy mami, con cũng gói. Tông Ngôn Thần nói, nếu không mami và em gái cùng gói vằn thắn thì bé biết phải làm gì. Bé cũng muốn tham gia, không thể để bị gạt ra ngoài được. Lâm Tân Ngôn nở nụ cười cưng chiều mà bất đắc dĩ, được được, đều theo các con các con muốn làm gì thì làm cái đó được không nào hai nhóc cười hì hì dường như nghe được sự bất đắc dĩ trong lời lâm tân ngôn rồi tự cảm thấy buồn cười vì sự nghịch ngợm của mình dần dần mấy mẹ con đi vào trong tiểu khu âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ đến khi anh không còn nghe được gì tông cảnh hạo vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nghe đoạn đối thoại của họ lại khiến anh nhớ tới lần lâm tân ngôn nổi nóng đưa hết cục bột hai con gói cho một mình anh ăn no đến nỗi cả đêm anh không ngủ được ngon giấc Bây giờ nhớ lại vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của khi đó rồi anh, cũng bất giác nở nụ cười. Thì ra hạnh phúc lại đơn giản đến vậy, không có từ ngữ gì hoa lệ, không có cảnh tượng rung động lòng người, chỉ đơn giản là người một nhà được ở bên nhau. Anh đứng ở bên đường nhìn tòa nhà Lâm Tân Ngôn ở, từ lúc trời sáng đến khi trời tối, nhìn ánh đèn trong tòa nhà sáng lên. Anh tìm một nơi để ngồi, áo vét vứt sang đất bên cạnh rồi ngửa đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn, tưởng tượng xem giờ này người bên trong đang làm gì thi thoảng sẽ bật cười ngây ngô, chắc là anh đang nghĩ tới chuyện gì buồn cười. Thiệu, Vân tới tìm Lâm Tân Ngôn, khi đỗ xe vừa vặn trông thấy người đàn ông đang ngồi bên đường cười ngây ngốc. Sau khi xuống xe, ông lại nhìn sang bên này lần nữa, vừa nãy ông cho rằng mình hoa mắt, bây giờ nhìn lại thì không phải, đúng là có một người đàn ông đang ngồi bên đường, khuôn mặt còn rất đẹp trai, nhưng có vẻ lại là một tên ngốc. Thiệu Vân cảm thấy đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà lại là một kẻ ngốc, tiếc thật. Nghĩ đến mình vừa mới về, cần đi tìm Lâm Tân Ngôn ngay thì ông không cảm khái nhiều nữa, nhanh chân đi vào tiểu khu. Ông đi chuyến bay buổi trưa nên về muộn hơn Tông Cảnh Hạo một chút, còn Tần Nhã thì chắc là sáng mai mới về được, cô ấy bay chuyến tối. Thiệu Vân vào nhà thì thấy Lâm Tân Ngôn và hai đứa nhỏ đang gói vằn thắn, ông thay dép rồi bước vào. Ai ra, chú về thật đúng lúc nha, vừa đúng giờ cơm tối luôn này. Ông tới trước bàn nhìn vằn thắn được đặt chế thớt, một bên thì tinh xảo đẹp mắt, một bên lại xấu thê thảm không nỡ nhìn. Ông nhíu mày chỉ vào cục bột, Tông ngôn hy gói, đây là thứ gì vậy? Có ăn được không đấy? Cũng không bảo ông phải ăn. Tông ngôn hy đã bị ca thích. Dô, hôm nay ngôn hy làm sao thế? Ăn phải thuốc nổ à? Không cho ông ăn. Ông sẽ không cướp của cháu. Thiệu vân hồ đồ khiến người khác phải dở khóc dở cười. Tông ngôn hy liếc nhìn ông ấy. Ông là thổ phỉ à? Thiệu vân xoa đầu cô bé, cũng không hẳn. Trước kia đúng là đã từng làm thổ phỉ. Tông ngôn hy mở to mắt. Cô bé xem trên TV thấy thổ phỉ đều là đồ xấu xa, lẽ nào ông ấy cũng vậy thổ phỉ là đồ xấu xa vậy ông cũng xấu xa sao thiệu vân lập tức phủ nhận ông không phải đồ xấu xa vậy sao ông lại nói mình là thổ phỉ thổ phỉ chính là đồ xấu xa mà dường như tông ngôn hy muốn so đo đến cùng với ông muốn nói cho rõ ràng thiệu vân kéo ghế ngồi xuống ừm cháu nói gì thì là cái đó đều nghe ngôn hy hết nói rồi ông nghĩ đến người mình nhìn thấy dưới nhà dặn dò lâm tân ngôn mấy ngày này cháu ra vào chú ý một chút hừ sao thế? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu hỏi. Chú thấy ngoài cổng tiểu khu có một tên ngốc, chú sợ đầu óc hắn không bình thường sẽ làm hại tới cháu và hai nhóc. Thiệu Vân nói rất nghiêm túc. Có sao? Khi cháu về có thấy gì khác thường đâu, cũng không thấy tên ngốc nào. Lâm Tân Ngôn đặt vằn thắn đã gói xong lên thớt, lại lấy một miếng vỏ bánh nữa. Cháu cứ nghe chú đi, người bình thường có ai lại ngồi ven đường cười ngây ngốc chứ? Nhìn bề ngoài thì thấy tướng ngọ tuấn tú, phong cách lịch sự đấy, nhưng lại vứt áo vét chê đất chú nghĩ là do làm ăn buôn bán thua lỗ nên bị ca thích tới dây thần kinh mấy năm gần đây toàn là người trẻ tuổi vì làm ăn không được mà nhảy lầu trở nên ngốc nghếch cháu không đọc báo à một xí nghiệp khá lớn ở thành phố sẽ bị người khác thu mua nhanh chóng ông chủ đó suýt nữa đã nhảy lầu lâm tân ngôn gói xong mấy chiếc vằn thắn cuối cùng thì đứng dậy chuẩn bị đi nấu không thấy lâm tân ngôn trả lời mình thiệu vân lại dặn dò cháu có nghe thấy không đấy chú ý một chút hai đứa nhỏ đi học cũng phải đưa đón cháu không có thời gian thì cứ gọi chú không thể sơ xuất chủ quan được bé con xinh đẹp thế này mà bị bắt đi đến khi đó cháu hối hận cũng không kịp lâm tần ngôn biết thiệu vân có ý tốt quan tâm mấy mẹ con cô bèn cười nói được cháu nghe chú tông ngôn thần gói vằn thắn xong tay dính đầy bột và thịt cậu bé đang định đi rửa tay nhảy xuống ghế phát ra tiếng động thiệu vân vẫn luôn nói chuyện với tông ngôn hy bây giờ nghe thấy động tĩnh mới quay đầu lại khi nhìn thấy mặt cậu nhóc đầu tiên là sững sờ sau đó lại cười lớn ngôn thần sao cháu lại giống tên ngốc đó thế mặt tông ngôn thần cứng lại ông mới giống tên ngốc thiệu vân ngẩn người không ngờ tông ngôn thần lại phản ứng mạnh đến vậy nhưng khi hoàn hồn lại mới biết vì sao cậu bé lại không vui bất kỳ ai bị nói là ngốc cũng sẽ không vui thôi chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc này lại khiến ông cảm thấy tông ngôn thần quá giống tên ngốc dưới nhà bèn giải thích mặc dù giống nhưng ông biết ngôn thần là người thông minh mà sau này sẽ trở thành ông chủ, sao có thể là kẻ ngốc được chứ? Thiệu Vân thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tân Ngôn không muốn tiếp nhận Di Ca thì sau này giao lại cho Tông Ngôn Thần cũng được. Tông Ngôn Thần rửa tay xong, nhìn Thiệu Vân rồi hỏi, tên ngốc đó ở đâu? Cháu muốn xem xem ngốc đến thế nào? Thiệu Vân ngồi yên chê ghế không động đậy, chỉ vào ban công, cháu đứng lên ban công nhìn xuống là thấy. Trường 510, 33, con sợ. Khi Tông Ngôn Thần vừa định đi thì Lâm Tân Ngôn ở trong bếp lại gọi bé, Ngôn thần, con vào làm giúp mami một việc được không? Vâng ạ. Tông ngôn thần đi vào bếp, lâm tân ngôn chỉ vào hành lá trong giỏ rau, con giúp mami tước vỏ nhé. Tông ngôn thần cầm hành lên, dùng hành động trả lời lâm tân ngôn. Đợi tông ngôn thần tước hành xong thì lâm tân ngôn cũng đun sôi vần thắn. Cô cầm hành con trai đã tước xong rồi rửa sạch, thái nhỏ cho vào bát. Cô cho tôm và mỡ heo vào, cho thêm chút xì dầu và hành lá sau đó múc nước mì trắng bát đũa, lại múc vần thắn vào trong bát, như vậy là xong rửa tay ăn cơm thôi. Lâm Tần Ngôn nói với con trai, cô đặt vằn thắn vào một cái khay, bê như vậy sẽ không bị bỏng. Tông Ngôn Thần đã ngửi thấy mùi thơm, cũng chẳng thèm đi xem kẻ ngốc nữa, rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn, đợi cơm bưng lên. Vì cho xì dầu nên nước dùng rất thơm, tôm luộc lại tăng thêm vị tươi, vỏ vằn thắn được làm từ bột kiềm nên rất mịn. Lâm Tần Ngôn đặt hai bát trước mặt các con, sau đó bưng một bát khác cho Thiệu Vân. Nếu không đủ thì cháu làm thêm món khác cho chú, lâm tân ngôn không biết ông về sớm vậy cô cứ nghĩ ông sẽ về cùng tần nhã nên không chuẩn bị nhiều sợ ông ăn một bát không đủ no thiệu vân xua tay cười nói không cần không cần lúc ở trên máy bay chú đã ăn một chút rồi từng này là đủ dù sao cũng là chú dành của các cháu mà ông hỏi hai đứa trẻ hai đứa ăn có đủ không tông ngôn hỉ ê môi nội tâm khẽ động cười híp mắt nhìn thiệu vân miệng ngọt như được quét mật ông nội thiệu lát nữa cháu ăn xong ông đưa cháu ra ngoài đi tản bộ có được không bé muốn ăn kem nhưng lâm tân ngôn không mua cho bé cô nói rằng ăn đồ lạnh quá nhiều không tốt cho dạ dày nhưng bé vẫn rất muốn ăn tông ngôn thần vừa nhìn đã biết em gái muốn làm gì vì thế cậu nói cháu cũng muốn đi đưa cháu đi cùng với cậu bé cũng muốn ăn nhất là sau khi ăn đồ nóng xong lại càng muốn ăn một chiếc kem lâm tân ngôn nhíu mày hai đứa con muốn làm gì hử ai ra ăn nhiều nên muốn ra ngoài đi bộ cho tiêu hóa thức ăn thôi mà mẹ tông ngôn thì bĩu môi nhìn tông ngôn thần phải không anh trai? Hiếm khi tâm ngôn thần cũng phối hợp, đúng thế, ăn xong đi bộ tốt cho sức khỏe. Lâm Tân Ngôn còn định nói gì đó thì Thiệu Vân đã ngắt lời cô, ai ra, hai đứa muốn ra ngoài thì đi thôi, có chú đưa hai bé đi, cháu vẫn không yên tâm à? Thiệu Vân đã nói vậy rồi nên cô cũng không tiện nói gì, ăn tối xong, Lâm Tân Ngôn dọn bàn rồi rửa bát, Thiệu Vân đặt USB lên mặt bàn, đây là hiện trường chú cho người quay lại, có thời gian thì cháu xem nhé, hiện trường rất náo nhiệt, cháu không đi thật sự quá đáng tiếc ông đến là vì muốn đưa cho lâm tân ngôn thứ này nghĩ rồi không khỏi thở dài thật sự không hiểu vì sao thành quả cháu vất vả làm trong hai tháng mà cháu lại không muốn lộ diện lâm tân ngôn cúi đầu cũng không giải thích mà chỉ thản nhiên nói chú đưa hai đứa ra ngoài đừng đi lâu quá về sớm một chút thiệu vân nói được lâm tân ngôn bê bát vào bếp hai đứa nhóc đã thay giày xong bây giờ không cần người khác giúp nữa hai bé đã có thể tự lo cho mình thiệu vân đưa hai anh em ra ngoài khi vào thang máy ông hỏi Hồ lô của hai đứa bán thuốc gì? Dù sao cũng đã ở chung với hai nhóc này được hai tháng, đi bộ. Rõ ràng không giống tác phong của hai đứa này. Tông Ngôn Hy cười hì hì, kéo tay Thiệu Vân rồi đung đưa nũng nịu nói, chúng cháu đâu phải bác sĩ, bán. Thuốc gì chứ? Chúng cháu chỉ là muốn ăn kem thôi. Thiệu Vân vuốt tóc cô bé, biết ngay hai đứa sẽ không có giác ngộ đi bộ sau khi ăn mà. Có thời gian là lại lười biếng làm ổ trong nhà xem TV, bảo các cháu ra ngoài thì nói là nóng. Bây giờ muốn ăn kem sao không kêu nóng nữa? kem lạnh nên đương nhiên ăn sẽ không nóng nữa. Tông ngôn thần đáp. Dinh một tiếng, thang máy dừng lại, Hiệu Vân dẫn hai bé ra ngoài rồi mỉm cười xoa đầu tông ngôn thần. Cậu nhóc này rất biết ăn nói. Ra khỏi tiểu khu, tông ngôn hy tinh mắt trông thấy bên đường đối diện có người đang nghe điện thoại, mặc dù người đó đưa lưng lại với bé. Không nhìn thấy mặt nhưng cô bé vẫn nhận ra được bóng lưng đó là của ai, không khỏi bật thốt ra miệng gọi một tiếng ba ba. Tông Cảnh Hạo đang nói chuyện điện thoại với Quan Kình thì nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại bỗng thấy hai đứa nhóc ở cửa tiểu khu. Tông ngôn hy buông tay Thiệu Vân ra chạy về bên này, vừa chạy vừa gọi ba ba. Cẩn thận. Thiệu Vân hét lên, chạy sang phía đối diện cần phải qua đường, quá nguy hiểm. Lúc này ở nơi không xa có một chiếc xe lao nhanh tới nhưng Tông Ngôn Hy không hề nhìn thấy, chỉ một lòng muốn chạy về phía Tông Cảnh Hạo. Hai tháng rồi cô bé mới được nhìn thấy ba, bé sợ chậm một chút là ba sẽ biến mất. Bé muốn ba, cả kem cũng quên mất, làm gì còn chú ý tới có nguy hiểm hay không chiếc xe đó đang chạy với tốc độ nhanh không để ý đột nhiên bên đường lại có người xông ra nên vội phanh gấp lại nhưng dù là vậy thì xe cũng không thể lập tức dừng ngay thấy đã sắp đâm vào người thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lại có một bóng đen vụt qua dùng tốc độ xét đánh không kịp bịt tai ôm nhanh lấy cơ thể nhỏ nhắn như một cơn gió khoảnh khắc cô bé bị ôm lấy thì chiếc xe đã ở sát ngay bên người họ chỉ một giây thôi nếu chậm một chút thì chắc chắn tông ngôn hy sẽ bị đâm trúng chiếc xe dừng lại ở nơi không xa Thiệu Vân chạy lại, đạp một phát vào thân xe rồi lớn tiếng mắng tài xế, lái xe mà không có mắt à? Tới cửa tiểu khu mà đi nhanh thế, muốn chết à? Tài xế cũng bị dọa sợ, cậu không ngờ lại đột nhiên có người chạy qua đường. Nói rồi Thiệu Vân nhanh chóng chạy tới xem Tông Ngôn Hy thế nào, lúc nào cô bé đang dựa vào lòng Tông Cảnh Hạo khóc nức nở, bé gắng nói, ba ba, con sợ. Tông Cảnh Hạo hôn lên mặt con gái, vì khóc nên mặt cô bé đầy nước mắt khiến miệng anh cũng nếm thấy vị mặn chát, anh không hề ghét bỏ mà ngược lại còn rất đau lòng hôn lên khóe mắt con gái, nhỏ giọng an ủi, đừng sợ, đừng sợ, ba ba ở đây. Nghe thấy hai chữ ba ba, này, tông ngôn hy càng khóc dữ dội hơn, lòng đầy uất ức. Chương 511, con có muốn ba cũng bế con không? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tông cảnh hạo ôm cô bé bằng một tay, tay còn lại không ngừng vuốt ve lưng bé, hết lần này đến lần khác. Trên người anh cũng đầy mồ hôi nhưng mùi mồ hôi rất nhạt, không hề khó ngửi, anh ghé sát tai con gái, giọng nói mang ba phần đau lòng, bảy phần cưng chiều, cực kỳ dịu dàng, con khóc sẽ trở nên xấu xí đó. Tông ngôn Hi rất quan tâm vẻ bề ngoài, từ nhỏ đã được mọi người khen, nên lớn rồi càng không chấp nhận được việc sẽ trở nên xấu xí, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt, bé con nghẹn ngào hỏi, xấu xí chỗ nào chứ? Khóc nữa là sẽ xấu. Tông cảnh hạo đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt bé, tiểu nhụy ngoan, không khóc nữa. Anh đã quen gọi cái tên này, cho dù đã không còn tên là lâm nhụy hi nữa nhưng anh vẫn thích gọi như vậy nhụy là nhụy hoa cái tên thật đẹp thích hợp với con gái cục cưng của anh tông ngôn hi sụt sịt đôi mắt đẫm lệ nhìn tông cảnh hạo rồi thút thít hỏi ba có phải ba chê con xấu nên mới bỏ chúng con không nói rồi nước mắt cô bé lại tuôn rơi khó khăn lắm mới có ba nhưng không được bao lâu lại phải xa nhau thời gian này bé cực kỳ nhớ ba hu hu càng nghĩ càng tủi thân lời của bé con đã đâm thẳng vào trái tim tông cảnh hạo đã bao giờ anh muốn bỏ các con đâu chứ anh đau lòng còn không hết nữa kìa anh cúi đầu hôn lên mũi lên miệng con gái không phải tiểu nhụy không xấu tiểu nhụy là bé gái sinh nhất trên đời là cục cưng của ba ba tông ngôn hy ôm chặt cổ anh vùi mặt vào vai anh rồi khóc nức nở tông cảnh hạo kiên nhẫn dỗ dành anh biết lòng cô bé cảm thấy tủi thân thiệu vân trợn tròn mắt nhìn trăm trăm người đàn ông đang ôm tông ngôn hy thầm nghĩ chuyện gì thế này cái cái tên ngốc này không đúng, người đàn ông này là ba của Tông Ngôn Hy. Ông cúi đầu nhìn Tông Ngôn Thần đứng bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi cậu bé đây là thế nào. Ông cho mày, vẻ mặt rất khôi hài a, à, người này thật sự là ba các cháu. Tông Ngôn Thần vô cùng chắc chắn mà gật đầu, đúng vậy. Thiệu Vân, vậy lúc trước nhìn thấy anh ngồi ở đây cười ngây ngô như một kẻ ngốc là thế nào? Thiệu Vân lại nhìn qua, đúng lúc Tông Cảnh Hạo cũng quay sang nhìn ông, vừa nãy mọi người, từ cổng tiểu khu đi ra anh đã nhìn thấy ông ấy dắt hai đứa nhỏ, ông ấy là ai? có quan hệ thế nào với Lâm Tân Ngôn. Nếu không phải người quen thì Lâm Tân Ngôn sẽ không để ông đưa hai con ra ngoài. Vẻ căng thẳng vừa nãy của ông ấy cũng không giống giả vờ, mà ông thật sự quan tâm đến hai đứa trẻ. Thiệu Vân cười khả khả, chào cậu, tới rồi sao không vào. Vừa nãy nhìn thấy cậu ngồi bên đường cười ngốc nghếch, tôi còn tưởng, hai chữ kẻ ngốc, ông không nói ra, bây giờ nhìn lại, người ta chẳng ngốc chút nào. Cho dù ông không nói ra thì Tông Cảnh Hạo cũng biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì, giọng anh không cao không thấp nhưng lại mang theo ý dò hỏi, chú là ai? Anh chưa bao giờ thấy người này ở bên Lâm Tân Ngôn, hay là nghe cô nói có bạn bè hoặc người thân ở thành phố C. Anh nheo mắt nhìn, không phải họ hàng của Văn Nhàn, lẽ nào, trong lòng anh đã có suy đoán, quan hệ của những người bên cạnh Lâm Tân Ngôn cũng không khó để đoán ra. Trước kia Trang Tử Khâm và Lâm Quốc An là người thân của cô, bây giờ là Văn Nhàn và Trang Tử Ý. Họ hàng của Văn Nhàn đều ở thành phố B, vậy người này là họ hàng bên nhà Trang. Tự ý thiệu vân mỉm cười chuyện này nói ra thì rất dài chuyện cũng đã giải quyết xong rồi sao chúng ta không tìm một chỗ ngồi nói chuyện tông cảnh hạo không nói gì coi như ngầm chấp nhận thiệu vân vỗ vai tông ngôn thần cháu thành thật một chút ông đi một lát rồi quay lại tài xế vừa nãy suýt chút nữa đã đâm phải người vẫn đang đứng đó ông phải đi dạy cho cậu ta một bài học nếu không lần sau lại liều lĩnh như vậy thật sự đâm trúng người thì sẽ gặp tội vâng tông ngôn thần ngoan ngoãn gật đầu sau khi thiệu vân đi tông cảnh hạo hỏi cậu bé gần đây các con vẫn sống tốt chứ tông ngôn thần gật đầu cảm thấy có chút phiền muộn rất tốt con và em gái đi học mẹ rất bận rộn cuộc sống rất đủ đầy nói rồi cậu nhóc quay đầu đi chỗ khác có vẻ như đang khó chịu tông cảnh hạo xoa đầu con trai giận rồi à tông ngôn thần nghiêng người hắt tay anh ra rồi lạnh lùng nói không có con đang ghen với em gái à con có muốn ba cũng bế con không cậu bé vừa cáu kỉnh là tông cảnh hạo đã biết cậu có vấn đề gì Tông ngôn thần mạnh miệng, còn lâu con mới ghen. Vậy sao? Đúng thế. Thật ra đúng là cậu bé hơi ghen tị. Ánh mắt tông cảnh hạo luôn hướng về em gái, như thể đã quên mất cậu. Điều này khiến cậu rất không vui. A, à, lúc này một tiếng hét thảm thiết vang lên làm gián đoạn cuộc đối đầu giữa hai người. Thiệu Vân không kìm được lửa giận đánh tài xế một cái. Ông ra tay rất mạnh khiến tài xế bị đánh ngã gục xuống đất. Lần sau chú ý một chút cho tôi, nếu không lần sau tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thiệu Vân lạnh mặt nói, cút đi. Tài xế đứng dậy lên xe. Tông ngôn thần nhìn vẻ mặt dữ tợn của Thiệu Vân mà nuốt nước bọt. Bình thường ông luôn như một đứa trẻ, rất thích cười và vô cùng bình dị dễ gần. Vì vậy cậu bé kết thân với ông cũng nhanh. Ở chung với nhau hai tháng, đây là lần đầu tiên tông ngôn thần thấy ông bạo lực như vậy. Cậu bé không khỏi cảm thấy rét run. Đây đích xác là dáng vẻ của hai người. Khi Thiệu Vân tới, cậu bé vô thức lùi lại một bước, tông cảnh hạo không người dắt tay con trai. Tông Cảnh Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trong lòng bàn tay. Tông Ngôn Thần ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì cũng không tránh ra, xem như đã hòa giải với anh. Phòng bao không rộng lắm nhưng được cái yên tĩnh, trong phòng có điều hòa nhiệt độ nên cũng không có cảm giác oi bức. Tông Cảnh Hạo bế con gái ngồi xuống, Thiệu Vân ngồi xuống sofa đối diện. Lúc này nhân viên phục vụ cũng bưng hai ly kem vào, kem được đặt trong cốc thủy tinh rất đẹp, kem cũng được làm rất tinh xảo. Khi đặt lên bàn, người phục vụ hỏi, mọi người còn cần gì nữa không ạ? Tông Cảnh Hạo không nhìn lên, hờ hững nói, cho tôi một ly nước đá. Nhân viên phục vụ cười nói, được ạ. Sau đó lại quay sang nhìn Thiệu Vân, hỏi, ông gọi gì ạ? Tôi không gọi gì cả. Thiệu Vân xua tay. Nhân viên phục vụ vẫn luôn giữ nụ cười chê môi, cầm khay lui ra. Đợi người phục vụ đi, Thiệu Vân nóng lóng hỏi, cậu là người của thành phố B. Không chỉ Tông Cảnh Hạo đang suy đoán về thân phận Thiệu Vân, mà Thiệu Vân cũng đang suy đoán về Tông Cảnh Hạo. Tông cảnh hạo đáp, trả lời khéo léo, hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ. Ý là anh không muốn nói chuyện người lớn trước mặt bọn trẻ. Huống hồ, cho dù hai người không nói rõ thân phận của mình, nhưng vẫn có thể đoán được đại khái thân phận đối phương. Thiệu Vân cũng là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu. Được ý trong lời anh, ông rất thức thời mà nói, tôi vẫn còn chút chuyện phải làm, lát nữa tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn. Đều là người thông minh, Tông Cảnh Hạo biết ông đang để lại không gian riêng cho anh, Tông ngôn thần nhìn chằm chằm kem ly chê bàn rồi đập em gái một cái, em có ăn kem nữa không? Lúc này tông ngôn hy mới ngẩng đầu lên từ trong lòng tông cảnh hạo, cô bé hỏi, kem đâu? Tông cảnh hạo giờ khóc dở cười, đứa nhỏ này vẫn thích ăn như vậy, anh lo mặt cho con gái rồi đặt con ngồi lên sofa. Lúc này bé đã nhìn thấy kem đặt chê bàn, đưa tay cầm thìa lên, múc một miếng rồi đưa tới bên miệng tông cảnh hạo, ba nếm thử đi, ngon lắm đó, nhưng mà mẹ không cho con ăn nhiều, con đã cố gắng bằng mọi cách mới bảo ông nội thiệu đưa con ra ngoài mua đó. Chương 512, vậy con chờ ba. Tông Cảnh Hạo cụp mắt nhìn kem con gái đưa tới bên miệng, kem chạm vào môi lành lạnh, anh há miệng ngậm thìa kem mà con gái đút. Tông Ngôn Hi cũng không chê ba dùng chung thìa với mình, nóng lòng múc một thìa rồi đưa vào miệng, ngon quá đi. Mắt lạnh ngọt ngào, có vị sữa nhàn nhạt, nhạt, mặt mày cô bé cong cong, ăn một miếng kem mà dường như cảm thấy rất hạnh phúc. Ba, lát nữa con ăn kem xong, ba có về cùng con không? về thăm mẹ. Nói rồi cô bé lại múc một thìa kem đút cho anh. Tông cảnh hạo lại ăn miếng kem do con gái đút lần nữa, nhai vị ngọt trong miệng mà lòng lại cay đắng nghĩ cách giải thích cho hai đứa trẻ. Tông ngôn thần cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như đang mong chờ câu trả lời của anh. Anh nhìn các con, mắt chớp liên tục, lông mày nhíu chặt thành một đường, vẻ chua xót trên mặt như có thể vắt ra thành nước đắng. Ai nhìn cũng biết trong lòng anh đang chịu đựng dày vò. Tông ngôn thần khẽ thở dài, cúi đầu ăn một miếng kem không biết hai người muốn làm gì ở bên nhau một thời gian rồi lại chia xa có vui không có biết là bé và em gái mới là người đau khổ nhất không vốn dĩ có ba lại giống như đứa trẻ không có ba vốn dĩ muốn ba thay đổi suy nghĩ và sống một cuộc sống gia đình bình thường ai ngờ nghĩ đến đây tông ngôn thần lại thở dài một hơi cảm thấy thật bất lực cũng không nghĩ xem cảm giác của các con thế nào hai z người lớn cũng thật quá tùy hứng tông cảnh hạo đảo mắt nhìn khuôn mặt hai đứa trẻ cuối cùng thấp giọng nói, cho ba mẹ chút thời gian. Vậy ba có nhớ mẹ không? Tông ngôn thần ngẩng đầu lên nhìn anh với một chút lo lắng, khi mẹ không ở bên cạnh, ba có đi tìm người phụ nữ khác không? Tông ngôn thần lo lắng ba sẽ thay lòng đổi dạ lần nữa, vì ba đã bỏ rơi mẹ một lần. Nếu lần này ba lại phạm sai lầm thì chúng con và mẹ sẽ không tha thứ nữa đâu. Tông ngôn thần thề, sai một lần còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lần thứ hai thì không bao giờ có thể tha thứ. Tông cảnh hạo, Ba nhớ mẹ các con, không có cô ấy ở bên, ba cũng không đi tìm người phụ nữ khác, sau này chỉ cần một mình mẹ con. Tông cảnh hạo nhìn con trai một cách nghiêm túc, ba không có ở đây, con phải thay ba chăm sóc em gái và mẹ nhé. Tông ngôn thần gật đầu thật mạnh, con sẽ. Tông ngôn hy ở bên cạnh ăn kem xong thì để thìa xuống, lại trèo lên người tông cảnh hạo, ôm cổ anh, ba, ba không về với chúng con sao. Cô bé hiêu cuộc trò chuyện giấu ba và anh trai, hình như ba sẽ không đi gặp mẹ cô bé không hiểu chuyện của người lớn chỉ nghĩ rằng ba nên đi thăm mẹ em bé trong bụng mẹ đã biết cử động rồi ba không muốn thăm em bé sao tông cảnh hạo nhìn khuôn mặt con gái mà lòng dối bời một mặt anh đang cố gắng khống chế suy nghĩ của mình mặt khác lại lý trí nói với anh rằng sự việc còn chưa được giải quyết rõ ràng cũng chưa phải thời điểm thích hợp để gặp mặt hai thế lực mạnh ngang nhau đang phân cao thấp không ai thuyết phục được ai anh cảm giác như mình đang chìm nổi trong biển bão sóng to gió lớn trong người rất khó chịu khuôn mặt lâm tân ngôn hiện lên trong đầu hiển nhiên cán cân của anh đang lệch rõ ràng anh nhìn con trai giúp ba một việc việc gì ba nói đi tông ngôn thần nhanh chóng đồng ý nhưng cũng kèm theo điều kiện con giúp ba thì ba cũng phải đồng ý với con một chuyện tông cảnh hạo bất đắc dĩ nhìn con trai đứa bé này người còn chưa lớn mà sao đã có nhiều suy nghĩ vậy được con nói trước đi anh cũng bó tay với con trai mình nên chỉ có thể đồng ý một tuần ba phải tới thăm chúng con ít nhất hai lần tông ngôn thần nói đây là yêu cầu của cậu thật ra trong lòng cậu vẫn có chút không tin tưởng tông cảnh hạo sợ ba và lâm tân ngôn xa cách lâu ngày sẽ thay lòng đổi dạ tông cảnh hạo lặng lẽ nhìn con trai vốn dĩ anh cũng định thường xuyên tới thăm các con nhưng tông ngôn thần nói như vậy cứ như anh là một người đàn ông phụ tình sẽ thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào anh dựa người lại gần nhìn thẳng vào mắt con con không tin tưởng ba như vậy sao ba đã thay lòng đổi dạ một lần nên con phải thay mẹ kiểm định không thể để mẹ bị tổn thương thêm lần nữa tông ngôn thần nghiêm nghị nói tông cảnh hạo bây giờ đến ba nói rồi ba muốn con giúp gì tông cảnh hạo xoa mũi anh rất bất đắc dĩ với con trai mình lẽ nào làm sai một lần là đứa nhỏ này sẽ nhớ suốt đời ư ừ. ba muốn gặp mẹ con nhưng không thể để mẹ biết tông cảnh hạo đặt tay xuống nhìn con trai tông ngôn thần cũng nhìn anh dường như cảm thấy yêu cầu này hơi cao cậu nhóc chớp mắt hỏi sao có thể để ba nhìn thấy mẹ mà mẹ lại không nhìn thấy ba đây Tông Cảnh Hạo ngoắc tay với con trai ý bảo cậu lại gần rồi thì thầm, buổi tối sau khi mẹ con đã ngủ, Tông Ngôn Thần bĩu môi nhìn anh, làm vậy có khác gì tên trộm đâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ba vẫn nghĩ mọi cách để được gặp mẹ, chúng tỏ trong lòng ba vẫn còn có mẹ, tất nhiên là bé sẵn lòng giúp đỡ. Tông Ngôn Hi đã ăn được kem mà mình muốn nên tâm trạng rất tốt, cô bé quấn lấy Tông Cảnh Hạo, không hiểu hỏi, chúng ta sống cùng nhau không được sao? Cô bé hiểu những gì anh trai và ba nói, đi gặp mẹ mà còn phải lén lút như vậy, trong cảm nhận của bé đi gặp trực tiếp chẳng phải là được rồi sao dù sao bây giờ mẹ đang ở nhà đi về là có thể gặp được tông cảnh hạo ôm con gái áp khuôn mặt nhỏ nhắn của con vào lòng dùng ngón tay vuốt ve vành tay bé con chờ thêm một thời gian nữa sẽ sớm thôi thiệu vân không nói thêm gì nữa cũng không nói lời khuyên nhủ bọn họ đều là người lớn làm như vậy chắc chắn là có nỗi khổ riêng thiệu vân đi rồi tông cảnh hạo cũng không đi ngay anh ở lại đây nghỉ ngơi một lát chờ tin của tông ngôn thần trong lúc đó nhân viên phục vụ đã tới rót nước cho anh, khoảng thời gian còn lại anh dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Mặc dù anh tới vội vàng có hơi chật vật nhưng dáng vẻ quần áo không chỉnh tề, cũng toát lên mị lực của đàn ông nam tính mạnh mẽ. Chương 513, là anh sao? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10 giờ hơn, Tông Cảnh Hạo rời khỏi quán cà phê. Đã gần tới giờ quán đóng cửa, anh cũng không tiện ở lại lâu. Thẩm Bồi xuyên và Tô Trạm có lẽ đều chưa từng nhìn thấy một tông cảnh hạo đáng thương như vậy. Để gặp được Lâm Tân Ngôn mà làm bản thân giống như một ăn mày, không cần cả thân phận. Anh trở về khu chung cư chuẩn bị đợi tin của con trai nhưng lại nhìn thấy Thiệu Vân đi ra từ bên trong. Thiệu Vân và Lâm Tân Ngôn có nói chuyện triển lãm vì vậy nên muộn như vậy mới về. Ông đi tới, không nói gì mà đưa cho Tông Cảnh Hạo thẻ vào cửa khu chung cư. Không có cái này, cậu không vào được. Tông Cảnh Hạo không ngại ngần mà đưa tay nhận lấy, cảm ơn thiệu vân nghĩ một lát hay là tới chỗ tôi tắm qua không cần ngày mai tôi còn phải quay về quan kình gọi cho anh nói thẩm bồi xuyên xảy ra chuyện rồi lúc đó anh không nghe rõ là xảy ra chuyện gì chỉ nghe thấy tiếng tông ngôn hy liền tắt máy quan kình tưởng anh nghe thấy rồi nên mới không gọi lại nếu như chuyện nhỏ chắc chắn quan kình sẽ không nói với anh vì vậy sau khi anh gặp lâm tân ngôn liền phải quay về thiệu vân mỉm cười lấy từ trong túi ra một tấm danh thép đưa cho anh có gì cần tôi giúp có thể tìm tôi tôi rất quen thuộc với thành phố c ông là gì của trang tự ý tông cảnh hạo cầm tấm danh thép hỏi thiệu vân ngẩn người một lúc rất lâu rồi không có người nhắc tới trang tự ý trước mặt ông nụ cười chê môi ông nhạt dần hồi còn trẻ nổi loạn thích gây chuyện suốt nữa bị người ta cắt mất tay là anh ấy đã cứu tôi sau này tôi luôn đi theo anh ấy sau đó anh tôi liền thay anh ấy canh chừng di ca nói xong ông liền nhìn tông cảnh hạo cậu là người văn nhàn sắp xếp bên cạnh ngôn ngôn ông dùng câu trần thuật không phải câu hỏi lúc văn nhàn không cho ông đi tìm lâm tân ngôn nói đã sắp xếp tốt cho cô rồi mặc dù văn nhàn không nói thẳng nhưng hai đứa con của lâm tân ngôn đều mang họ tông ông liền biết mọi chuyện là như thế nào lúc ấy nhà chồng văn nhàn cũng họ tông là người từng trải đương nhiên hiểu được nội tình chúng tôi gặp nhau là duyên phận không phải sắp xếp gì càng không phải ai đó vì muốn chuộc tội mà đưa anh tới bên lâm tân ngôn anh thấy đó là một sự tổn thương tổn thương tới trái tim và con người lâm tân ngôn là con cờ chuộc tội thay mẹ. Còn đối với anh, đó là sự sỉ nhục tình cảm của anh. Trong nhận thức của anh, tình cảm của anh và Lâm Tân Ngôn đơn thuần không bị bất cứ ai, bất cứ điều gì cản trở, anh thích cô, chỉ đơn giản như vậy. Thiệu Vân mím mối cười như thể nhận ra lời mình nói không dễ nghe cho lắm, không có ai thích bị sắp đặt, vậy tôi đi đây. Tông cảnh hạo ứng nhẹ. Sau khi Thiệu Vân đi, anh liền tìm một chỗ ngồi. Một giờ kém liền nhận được điện thoại của Tông Ngôn Thần, kêu mấy tiếng rồi bị ngắt đây là giao hẹn giữa anh và con trai, sau khi Lâm Tân Ngôn ngủ, con trai sẽ gọi cho anh. Anh nhìn đồng hồ cho mày, giờ này mới ngủ. Anh không có thời gian nghĩ tới chuyện này quá lây mà dùng thẻ thiệu vân đưa vào trong khu chung cư một cách thuận lợi, tìm được căn phòng Lâm Tân Ngôn ở, cửa không đóng chặt, vừa đẩy nhẹ đã mở. Tông Ngôn thần mặc bộ đồ ngủ mùa hè, chân đi đôi dép lê, đứng trước phòng khách, trong phòng không bật đèn, rèm cửa không kéo xuống, có ánh sáng bên ngoài hắt vào, đủ để nhìn rõ nội thất bên. Trong, Tông ngôn thần lấy đôi dép lê cho anh, dặn ba, ba khẽ thôi. Bình thường mami cũng ngủ muộn như vậy sao? Anh đi đôi dép lê, nhỏ tiếng nói. Tông ngôn thần gật đầu nói khẽ, gần như vậy, nhưng ngủ cũng muộn, có lúc vì công việc, có lúc. Con cũng không biết tại sao mami không ngủ được, tóm lại hầu như qua 12 giờ mới ngủ. Nói xong, anh đi về phía phòng lâm tân ngôn nhẹ nhàng nói, mami ngủ phòng này. Tông cảnh hạo đứng trước cửa xoa đầu con trai, cảm ơn con. Anh đi tới bên giường, Đi rất nhẹ nên người phụ nữ nằm trên giường không phát hiện ra. Cô nằm nghiêng vùi đầu trong gối, tóc rối che đi nửa mặt, anh lấy tay bới tóc giúp cô, nửa khuôn mặt lộ ra, đường nét rất tinh tế, nhỏ nhắn. Hai tháng không gặp, cô không mập lên chút nào, mà hình như còn gầy đi, khiến anh rất đau lòng. Anh nghĩ, nếu như thời gian kéo dài ra một chút, cứ yên lặng như vậy ngồi ngắm nhìn cô cả đời. Anh cúi người hôn lên trán cô, mùi hương đặc biệt trên người cô phảng phất trong từng hơi thở của anh khiến anh say đắm. Khiến anh điên dại, môi anh không ngừng lướt qua làn da cô. Vậy mà người phụ nữ nằm trên giường lại cho mày đau khổ, cô nằm mơ, trong mơ cô bị bỏ lại ở một thế giới không bóng người, xung quanh không có gì cả, chỉ toàn bóng tối, tiếng gầm thét vang vẳng, tiếng thét lớn như quái thú, tới gần cô từng chút từng chút một, cuối cùng đẩy cô xuống đất. Cô nhìn thấy cái miệng lớn đầy máu nên bật dậy, cô vô cùng sợ hãi, cô muốn hét lên muốn kêu, nhưng cô họng lại nghẹn lại khiến cô không thét nổi cơ thể cũng không cử động được cô cố dùng hết sức nhưng cũng không thể vùng vẫy tông cảnh hạo cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cô mồ hôi nhễ nhại chê chán sắc mặt vô cùng đau khổ rõ ràng là gặp ác mộng anh không quan tâm tới việc cô sẽ nhìn thấy mình nữa chỉ muốn cô thoát khỏi cơn ác mộng nên nhẹ nhàng vỗ má cô tỉnh lại đi tiếng động nhẹ làm cô giật mình tỉnh giấc cô hé mở mắt loáng thoáng nhìn thấy bóng người một bóng người quen thuộc trong tâm khảm giọng cô khàn đặc là anh sao anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô xoa vai cô dịu dàng an ủi là là anh gặp ác mộng sao chỉ lời đáp lại như vậy đã xé rách cơn sóng lòng nhớ nhung của cô cô như bị mê hoặc điên dại và tham lam ngửi mùi trên cơ thể anh trên người anh có mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhạt không nồng ngực lại còn giống như dính phải bụi đường vội tới gặp cô nên không kịp chỉnh trang vô cùng quấn hút cô hôn lên xương quai xanh của anh cố gắng bám lấy anh tận dụng từng giây từng phút trôi qua sau cơn mộng mị nhận thức còn chưa rõ ràng cô không phân biệt được đây là sự thật hay là ảo giác. Chỉ muốn ôm anh, như vậy trong đêm tối sẽ không sợ hãi. Cô ôm rất lâu, tới khi thép đi, mí mắt không chống chọi nổi nữa. Anh đột nhiên trở người ôm cô vào lòng, đôi môi ấm nóng đặt lên môi cô. Anh hôn rất sâu, sâu tới mức cô sắp thở không nổi nhưng lại rất thỏa mãn. Chương 514, anh mặt người dạ thú. Lơ lửng lơ lửng như mộng và ảo, đúng sai không còn quan trọng nữa. Chỉ cần đáp lại sự quấn quýt của anh theo đúng tiếng lòng cô, Linh hồn cô dường như đột ngột bay đâu mất, chỉ còn lại thân thể không biết suy nghĩ. Nhiệt huyết nồng cháy khiến cơ thể cô nằm gọn trong lòng anh. Đột nhiên cô nghe thấy anh nói, anh nhớ em lắm nên bất giác đỏ hoe mắt, trong cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn không ngừng xoa bụng cô, không ngừng thơm cô, không ngừng hôn cô. Cô cứ nằm gọn trong lòng anh như vậy, có anh bên cạnh tất cả mọi nỗi sợ hãi đều sẽ qua hết, yên tâm ngon giấc. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Lâm Tân Ngôn muốn ôm lấy anh nhưng chỉ còn đó trống vắng và lạnh lẽo, không có ai nằm bên cạnh cô. Đôi mi chớp mấy lần, cô mới từ từ mở mắt, bầy này trống trơn, ga giường thẳng tắp, rõ ràng không có người nhưng cảm giác tối qua chân thật như vậy. Cô cảm thấy mình không nằm mơ, hơi thở và giọng nói đều thân thuộc như vậy. Cô nhanh chóng đi xuống giường, mở cửa phòng tắm không có người. Cô nghĩ có lẽ anh không ở đây nên nhanh chân tới phòng khách, nghe phòng bếp có tiếng nói, một suy nghĩ liền nảy lên trong đầu cô, là anh Cô chạy tới, lòng đầy hy vọng mà nói, "Tông." Chưa nói hết lời, nhìn rõ người trước mặt không phải là người cô nghĩ, mà là Tần Nhã. Vừa sáng sớm Tần Nhã đã về nên hơi đói, cô liền vào bếp làm chút gì ăn. Thấy Lâm Tân Ngôn còn mặc đồ ngủ liền hỏi, "Chị dậy rồi à? Em nấu mì chua cay, chị có muốn ăn không?" Lâm Tân Ngôn tỉnh táo lại, bới lại mái tóc rối, "Cô bị ảo giác sao?" Cô quay lại nhìn vào trong phòng, không hề có dấu hiệu có người tới. Nghĩ kỹ lại, sao anh có thể xuất hiện ở đây lúc nửa đêm chứ cô dây dây thái dương nhất định là cô gặp ảo giác sao đột nhiên anh lại xuất hiện trong phòng cô chứ chuyện này thực sự không hợp lý cho dù anh có thể tới đây nhưng cũng không thể vào phòng cô không chút tiếng động tần nhã bưng bát mì chua cay ra khói cay ngùn ngút cô cho mày nhìn tần nhã mới sáng ra mà em ăn cái này không phải dạ dày không khỏe sao tần nhã đặt bát mì lên bàn kéo ghế ra ngồi rồi nói chỉ là đột nhiên muốn ăn ăn một bữa chắc không sao lâm tân ngôn quay người đi vào phòng nhưng có lẽ nhớ ra gì đó nên lại quay lại hỏi cô em có gặp ai không không tần nhã cúi đầu sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên khi nghe lâm tân ngôn hỏi vậy cô trả lời rất trơn chu, nhưng hầu như vẫn không dám nhìn vào mắt cô bởi vì chột dạ mà khi thiệu vân đưa cho lâm tân ngôn usb cô cũng không thấy bóng dáng tông cảnh hạo trong đó lúc đó ba người nói chuyện khá tập trung lại ngồi trong góc nên không hề gặp họ xem ra tông cảnh hạo chưa biết chuyện nên hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở đây." Cô rủ mắt che đi tâm sự. "Sao chị lại hỏi như vậy?" Tần Nhã nhìn cô hỏi dò, "Muốn gặp người nào sao?" Nói rồi cô lại nhìn xuống đôi chân trần. Lâm Tân Ngôn nhìn theo mắt cô, phát hiện mình đi chân trần ra đây, ngay cả đi dép cũng quên, cô vội vàng giải thích, "Không, chị chỉ tiện thể hỏi vậy, chị khát nên vội ra đây." Vì chứng minh lời mình nói, cô đi tới bên bàn rót một cốc nước uống hết, chỉ về phòng thay đồ. Nói rồi, cô vội vàng về phòng cố ý né tránh câu hỏi. Căn phòng vẫn giống với hôm qua, từng đồ đạc đều nằm nguyên vị trí, không có vẻ gì là có người ở lại. Cô ngồi bên giường đi dép lên, cười gượng, nhất định là dạo này mệt quá nên mới bị ảo giác. Cô chống khuỷu tay vào bàn, nhắm mắt lại và xoa nắn. Sương lông mày. Tông ngôn thần mở cửa bước vào nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của tông cảnh hạo. Trong phòng, biết ba đã đi rồi, lúc sáng cậu mơ hồ cảm thấy có người vào phòng. Nhưng cậu không mở ra vì quá buồn ngủ, cậu xà vào lòng Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu thử hỏi mẹ, Mami, tối qua Mami ngủ ngon không? Lâm Tân Ngôn mở mắt ra nhìn con trai, xoa má cậu bé, Mami ngủ rất ngon, con ngủ ngon không? Trước đó gặp ác mộng, sau đó mơ thấy anh lên lại ngủ ngon giấc. Mặc dù là mơ nhưng cũng rất ấm áp. Tông Ngôn thần gật đầu nói ngủ ngon sau đó nhìn kỹ vẻ mặt của cô, hình như không hề phát hiện ra có người tới cậu mới yên tâm hỏi. Hôm nay cuối tuần, Mami có nên ở nhà cùng bọn con một ngày, được hôm nay mami không đi đâu hết mà chơi cùng hai đứa mặc dù sau đó còn rất nhiều chuyện nhưng cũng nên nghỉ ngơi một lát đã lâu rồi cô không ở bên các con cô có thể nhìn ra trong anh có không ít người mà góc nghiêng của bức ảnh này mặt hai người đều lộ ra nên có thể nhìn ra mặt mũi thẩm bồi xuyên không để ý đến tô chạm thân phận của anh và tăng du bị đào ra sẽ khiến anh bị ảnh hưởng không ít nhưng anh là đàn ông chuyện như vậy còn có thể chịu được cùng lắm bị điều tra nhưng tăng du lại khác chuyện như vậy phụ nữ mới thiệt thòi hơn cả, huống chi cô mới chỉ là sinh viên năm nhất. Chương 515, anh là gì của cô ấy? Lời bình luận trên mạng rất khó nghe, đa phần đều nói Tăng Du. Anh chỉ nhìn qua một lượt, nhìn thấy những bình luận ác ý, nói Tăng Du ý mình trẻ trung nên quyến rũ đàn ông. Còn nói cô gái này không biết liêm sỉ, tuổi trẻ mà không lo học hành cho tốt, còn bán thân cầu vinh vân vân. Anh không xem tiếp nữa, xem chỉ thêm tức. Sau khi lên xe rời khỏi sân bay, thẩm bùi xuyên nói với tài xế, đến đại học Thanh Hoa, Tô chạm giơ tay vỗ tài xế đừng nghe anh ấy chúng tôi đến phủ đệ số 1, tôi không về nhà thẩm bồi xuyên cho mày anh phải đi xem xem tang du thế nào rồi Tô chạm lạnh nhạt lườm anh thấy anh thật ngu ngốc giờ đến lượt tô chạm cảm thấy thẩm bồi xuyên mất trí anh nói bây giờ cậu đến tìm cô ấy mới là làm hại cô ấy làm hỏng mối quan hệ của hai người cậu tưởng tượng mà xem bây giờ cậu xuất hiện ở trường sẽ là hình tượng như thế nào người khác sẽ nghĩ sao cậu là đàn ông cậu không sợ chịu thiết nhưng người ta là con gái cậu muốn người ta mai sau gặp người khác kiểu gì đi ra xã hội kiểu gì người khác sẽ dùng ánh mắt gì mà nhìn cô ấy thẩm bồi xuyên bình tĩnh nghĩ lại bây giờ mà đến trường chỉ khiến cho diễn biến dư luận càng trở nên phức tạp hơn đưa địa chỉ của cô ấy cho tôi tôi đi tìm cô ấy cậu về tắm rửa một chút đi thẩm bồi xuyên vỗ vỗ vai anh cảm ơn vừa rồi là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo tôi chạm ghét bỏ nhún vai gạt tay anh ra con người cậu đúng là chẳng thú vị chúng ta ai với ai nói cảm ơn cậu coi tôi là gì hả? thẩm bồi xuyên mỉm cười biết rằng bản thân chỉ là một kẻ nóng nảy kiêu ngạo như vậy anh không để tâm đến điều đó anh rất lo lắng khi sự việc bùng phát vào mức độ như thế nào hiện vẫn chưa rõ trong cục đã biết chưa nhưng đúng là anh phải về tắm một chút để bản thân bình tĩnh lại sau đó mới có thể tỉnh táo đối mặt với sự việc xe đưa thẩm bồi xuyên đến nơi Tô Trạm không xuống xe, hỏi lại địa chỉ của Tăng Du một lần nữa. Anh sẽ đi tìm người, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, dù sao nhân ngôn khảo ý. Càng kéo dài lâu thì càng không tốt cho hai bọn họ. Thẩm Bồi Xuyên cũng biết hoàn cảnh của Tăng Du, sau khi xuống xe nói với anh, cậu đến chỗ bảo vệ của trường, nói tìm Tăng Du sinh viên năm nhất, sẽ có người đến thông báo cho cô ấy. Tô Trạm ừ một tiếng, dặn dò, đừng nghĩ nhiều quá, không phải có tôi đây sao, nếu không ổn không phải còn cảnh hạo sao quan hệ của công ty cậu ấy không phải để nhìn, chuyện gì khó giải quyết, chưa từng xuất hiện cũng đều có thể xử lý. Thẩm Bồi Xuyên nắm vai anh, không nói cảm ơn, tất cả không chỉ trong lời nói. Đừng già mồm với tôi, tôi đi đây. Tô chạm hất cằm, tình cảm giữa bọn họ, điều này không là vấn đề, anh bảo tài xế lái xe đi. Sau khi tài xế lái xe đi, nhìn qua kính chiếu hậu nói, người vừa nãy là người đàn ông trong bản tin có đúng không? Tô chạm, anh lái xe cũng có thời gian xem tin tức à? Tô chạm chớp chớp mắt, bây giờ cái tin này nổi đến mức ai cũng biết rồi sao? Tài xế cười cười, lúc rảnh thì mở điện thoại ra giết thời gian, tìm thú vui. Mấy chuyện bắt quái này rất thu hút người xem, cho nên lan truyền rất nhanh. Tô chạm tỏ ra đã hiểu, người đàn ông giả và sinh viên quan hệ bất chính lại không thu hút người khác sao? Dù sao bây giờ có nhiều người rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ thích gõ bàn phím, phát biểu mấy lời, không có việc gì thì lại lướt mạng tình thị phi, chủ yếu là quan hệ của bạn tôi anh xem người ta có nói yêu đương là phạm pháp không cũng không có quy định pháp luật không thể yêu đương già trẻ anh nói đúng không tài xế cười ha ha nói đúng cái này có lý có tiền thì ai không muốn tìm người trẻ bây giờ người có tiền thì đều có vợ bên ngoài có tình nhân ngày tháng trôi qua vừa tự nhiên vừa thoải mái tô chạm cho mày câu này sao lại khó nghe vậy chứ rõ ràng anh nói là tình yêu già trẻ đến miệng tài xe thì lại thành người có tiền và tình nhân quan điểm này không hề giống nhau anh thở dài một hơi, giải thích cũng không giải thích rõ ràng, hoặc là giải thích rõ ràng rồi người ta vẫn suy nghĩ linh tinh. Tốt nhất là giữ im lặng, cứ mải nói chuyện. Cậu muốn đi đâu vậy? Tài xế hỏi, nhớ lại vừa nãy thẩm bồi xuyên có nhắc đến trường học, bèn hỏi một câu, là đại học Thanh Hoa sao? Tô chạm chống cằm nhìn tài xế, lạnh nhạt nói, anh cũng thông minh đấy. Đâu có đâu có, bối cảnh chê ảnh không phải là đại học Thanh Hoa sao? Vừa nãy bạn cậu nói đến trường học, tôi đoán là cậu có lẽ muốn đến đại học Thanh Hoa. Tài xế cười cười nói, hoàn toàn không phát hiện tô chạm không vui. Người ta sẽ hoài nghi chất lượng dạy học ở cái trường này, hoài nghi sinh viên sau khi ra trường sẽ có phẩm chất không tốt, sẽ bị xã hội nghi ngờ và không được chấp nhận. Rất nhanh sau đó, bảo vệ cúp điện thoại nói với tô chạm, anh vào đi, đến tòa nhà làm việc số 2, tầng 3, phòng chủ nhiệm năm nhất. Bảo vệ mở cửa lách, tô chạm nói cảm ơn sau đó đi vào trong. Hôm nay là cuối tuần, cho nên sinh viên trong trường không nhiều. Trong trường thỉnh thoảng có một vài bạn học sinh đi lại, vừa nói vừa cười như đang thảo luận vấn đề gì đó. Đến gần lại, Tô chạm nghe thấy họ nói gì đó, không kìm được mà cho mày. Chương 516, ấn tượng tốt. Bây giờ câu chuyện thú vị, khiến mọi người nói chuyện hăng say, nói đến mức không quan tâm đến xung quanh là, câu chuyện sôi sùng sục của Tăng Du và Thẩm Bồi Xuyên. Tô chạm giơ tay chào mấy sinh viên đang đến gần, cho tôi hỏi một chút, phòng chủ nhiệm năm nhất ở chỗ nào? Một bạn sinh viên nhiệt tình chỉ về tòa nhà không xa, ở đó, tầng 3, anh lên đó là thấy ở cửa có gắn biển tên ồ oh, cảm ơn anh cười rồi nói với bọn họ vừa nãy hình như tôi thấy mấy bạn nói cái gì đó là đang nói về chuyện của cô sinh viên và cảnh sát sao đúng vậy đúng vậy anh cũng nghe nói rồi à một bạn nữ tóc ngắn trong đó hỏi nói đến bát quái thì tinh thần quắc thước bây giờ đã lan hết cả trường rồi ảnh hưởng rất lớn nói không chừng bạn học sinh đó còn bị đuổi nữa cả trường đều biết sao tô chạm cười thành trò tiêu khiển sau mỗi bữa cơm của mấy người rồi nhỉ mặc dù tô chạm nói ẩn ý nhưng những sinh viên này vẫn có thể nghe thấy trong lời nói có ý châm chọc nụ cười trên mặt cũng dần biến mất tô chạm ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học uy nghiêm trang nhã danh tiếng anh châm chọc cười cái trường này cũng chả ra sao nhìn bề ngoài thì sinh viên cũng chả được dạy dỗ tốt là một thành viên của trường mà không biết giữ gìn còn muốn người khác giữ gìn cho mình sao nực cười nói xong tô chạm bước vào tòa nhà đó mấy sinh viên đỏ mặt xấu hổ trên một ý nghĩa nào đó bọn họ ở trong trường này nhưng bản thân lại không quan tâm lắm đến những việc xảy ra trong trường thái độ như xem chuyện cười này của bọn họ thực ra là biểu hiện của vô trách nhiệm cô sinh viên tóc ngắn khinh thường nói cho dù chúng tôi muốn bảo vệ trường nhưng lại xuất hiện mấy con sâu làm giàu nổi canh nói không chừng còn bị đuổi học xem ai còn dám làm hỏng danh tiếng của trường có người thấy cô ấy nói rất đúng cũng có người thấy bọn họ đang nhìn quá phiến diện dù sao cũng chỉ là một bức ảnh nói không chừng bên trong còn có bí mật gì khác đi thôi đi thôi, có sinh viên sợ nếu xảy ra chuyện nên thúc giục bọn họ dừng lại, rời khỏi khuôn viên trường. Lúc này Tô chạm đã đến phòng làm việc của chủ nhiệm năm nhất, anh giơ tay gõ cửa, rất nhanh có giọng nói chuyển đến, mời vào. Tô chạm đẩy cửa bước vào, có mấy bàn làm việc, chỉ có một cái bàn có người, một người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi chê ghế. Cho dù đang ngồi nhưng cũng có thể thấy dáng người không được cao lắm, nét mặt nghiêm túc, Tăng Du đang đứng cúi mặt trước bàn làm việc, Tô Trạm đi vào trong, chủ nhiệm nhìn anh, cậu là ai? Anh chỉ Tăng Du, tôi tìm cô ấy. Nghe thấy tiếng Tăng Du mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Trạm, đôi mắt vô hồn bỗng sáng bừng lên. Cô bị chủ nhiệm gọi lên phòng làm việc trách mắng cả buổi sáng, cô muốn gọi cho Thẩm Bồi Xuyên, muốn biết hiện tại anh thế nào. Tô Trạm là bạn anh ấy, chắc chắn biết tình hình của anh ấy, cho nên mới tỏ ra vội vã. Chủ nhiệm cho mày, sắc mặt khó chịu nhìn Tăng Du, không phải em không có người thân nào ở đây sao? Cậu ta là ai? tôi là họ hàng xa của cô ấy tôi chạm bước đến đứng cạnh tăng du anh nhìn chủ nhiệm hỏi nhà trường định giải quyết việc này như nào chủ nhiệm đẩy gọng kính cái này cần phải mở cuộc họp để thảo luận tôi rất thất vọng về tăng du thành tích học tập của em ấy đều rất ưu tú thể hiện rất tốt trong từng phương diện chuyện này khiến tôi rất bất ngờ cũng rất thất vọng tăng du cúi đầu không phải vì chuyện mình làm sai mà là cảm thấy có lỗi với thầy giáo thầy giáo lúc nào cũng quan tâm cô còn giúp cô xin học bổng nữa xảy ra chuyện như vậy, học bổng có lẽ cũng không còn nữa. Những chuyện này xem ra chỉ là chuyện nhỏ, cô không muốn mất đi sự nghiệp học hành, nếu như không có bằng đại học thì tương lai sẽ khó tìm được công việc tốt, không có công việc tốt và thu nhập thì sẽ rất khó trụ lại trong thành phố này. Thưa thầy, xin thầy hãy tin em, em thực sự không làm những chuyện vớ vẩn đó ở bên ngoài, em bị các bạn ép, chỉ là hành động nhất thời nên mới phạm sai lầm." Tang Du cúi đầu giải thích. Thầy giáo trầm mặt, hành động nhất thời. Hành động nhất thời thì cũng không nên có em vẫn là sinh viên năm nhất sao có thể làm loạn bên ngoài điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em bản thân em không biết sao tăng du cắn môi biết bản thân giải thích không rõ ràng chỉ là ngữ khi khẩn cầu thầy ơi xin thầy nhất định đừng đuổi em em vì thi vào trường này mà bỏ ra không ít cố gắng mong thầy hãy vì em mà nói một câu thầy giáo nhìn tô chạm đáy mắt hiện lên sự tán thưởng cảm thấy anh là người đáng tin cậy nói chuyện về vấn đề này rất có lý tôi sẽ nhanh chóng báo cáo lên cấp chê không cho phép sinh viên trong trường nói chuyện này nữa. Tô chạm gật đầu với thầy, đưa Tăng Du đi, ra khỏi phòng làm việc. Tăng Du đã vội vàng hỏi, anh ấy sao rồi? Có đem lại phiền phức gì cho anh ấy không? Cô còn có thời gian quan tâm cậu ấy à? Còn chưa thèm nghĩ mình phải làm thế nào sao? Nhưng Tô chạm lại rất hài lòng với thái độ của Tăng Du lúc này. mười 517, trái tim của anh đã trở nên mềm yếu. Quan tâm thẩm bồi xuyên như thế, nói không có ý gì thì anh không tin không đúng, thực ra hai người họ vốn có ý với nhau, nếu không tại sao lại hôn nhau trước mặt mọi người. Thấy biểu cảm của Tô Trạm, Tăng Du liền đoán ra đại khái anh đang nghĩ cái gì, cô ấy giải thích, do tôi liên lụy đội trưởng thẩm, chuyện này ảnh hưởng lớn đến anh ấy à. Chắc chắn rồi, thân phận của cậu ấy rất đặc biệt. Tô Trạm rất thông minh trong chuyện của người khác, anh rất nhanh có thể tìm ra được cách giải quyết, anh phải nói ra tình trạng của thẩm bồi xuyên rất thảm, như vậy mới khiến Tăng Du cảm thấy xấu hổ, như vậy mới có thể thúc đẩy tình cảm phát triển anh nghĩ thầm trong lòng, anh có thể là người đàn ông tốt nhất trên đời, có thể trở thành anh em tốt, đó có thể là một sự may mắn trong cuộc đời của anh, có ai được như anh, vì chuyện hôn nhân đại sự của anh em mà hao tổn công sức như vậy. Hai zz hiện giờ chắc thẩm bồi xuyên đang hát xì hơi, nếu chuyện trở nên nghiêm trọng, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu ấy. Tô chạm thở dài, cố ý tăng thêm độ nghiêm trọng. Tăng du mím chặt môi sầu não, cảm thấy lỗi lầm của bản thân đã làm hại người ta. Tôi có thể gặp được anh ấy không? dù gì tuổi cũng còn nhỏ, sao có cửa làm đối thủ của Tô Trạm được, vài ba câu nói đã lừa được cô ấy, khiến cô ấy sợ hãi. Tô Trạm nói, tôi dẫn cô đến một chỗ, hiện giờ liên lạc với cậu, tôi cũng không biết cậu ấy có thời gian gặp chúng ta không. Ra khỏi công viên, Tô Trạm đứng bên đường bắt taxi, anh nhìn Tăng Du, nếu cần cô giúp đỡ, mong cô có thể phối hợp cùng. Tôi sẽ giúp, tôi nhất định sẽ phối hợp, chỉ cần giải quyết được phiền phức của anh ấy là được. Tăng Du lập tức đáp, giống như đang thể hiện quyết tâm của mình với Tô Trạm, sợ thái độ của mình không đủ rõ ràng, khi én anh nghi ngờ. Không phải căng thẳng, chúng ta sẽ cùng giúp cậu ấy. Tô chạm cười, cảm thấy bản thân mình có lẽ đã cho cô ấy áp lực lớn quá, sắc mặt cô đã trắng bạch ra rồi. Lúc này một chiếc taxi đi qua, tô chạm giơ tay đón taxi, chiếc xe mau chóng dừng lại, tô chạm mở cửa ghế sau, để Tăng Du ngồi vào trước, đợi Tăng Du ngồi vào xe xong anh mới đóng cửa xe lại, sau đó nhìn cô, đến tập đoàn Vạn Việt. Vâng, tài xế taxi nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Trên đường đến tập đoàn Vạn Việt, Tô Trạm giới thiệu qua về mình cho Tăng Du, tôi và Thẩm Bồi Xuyên là anh em tốt, cô biết đúng không? Tăng Du gật đầu, hai tay nắm chặt lại, trong lòng luôn cảm thấy bất an, cô đang lo lắng cho Thẩm Bồi Xuyên. Tôi giới thiệu qua cho cô về tôi nhé, tôi tên Tô Trạm. Cô có thể gọi tôi giống như Thẩm Bồi Xuyên gọi, Tô Trạm. Tôi là luật sư, đã có văn phòng luật của riêng mình, nhưng rất lâu rồi tôi chưa nhận phiên tòa nào. Tăng Du mím chặt môi, không nói gì cả, nhưng lời của tô chạm cô đều nghe rõ ràng ngày hôm đó ở cửa hàng ăn sáng cô biết ba người họ không phải người bình thường cô thì sao không giới thiệu chút gì về mình à tô chạm cười hỏi tăng du càng cúi đầu thấp hơn cô cảm thấy cô và bọn họ không phải người cùng một thế giới nên cô thoái lui theo bản năng cô nói lý nhĩ tôi không có người thân ba tôi mất rồi mẹ tôi thì đang trong tù tô chạm không hỏi rõ về chuyện giữa cô và thẩm bồi xuyên nhưng anh không hề đặt nặng chuyện gia cảnh ai chẳng muốn ba mẹ khỏe mạnh ai chẳng muốn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc cơ chứ nhưng bản thân cũng không thể chọn lựa việc sinh ra ở gia đình nào cũng như anh trong mắt người ngoài anh là một người thành công cũng tính là một trong những người trẻ tuổi có sự nghiệp của riêng mình ngoại hình cũng ổn cần là có thể tìm thấy được một cô gái tình nguyện cưới anh sống với anh cả đời nhưng anh cũng không muốn kể khổ với người khác anh vỗ vai tăng du an ủi cô không cần nghĩ nhiều mọi người thực ra đều uống nhau bóng loáng chỉ là vẻ bề ngoài ai cũng có nỗi khổ riêng của mình nếu không phải vì chuyện của Tần Nhã, có lẽ Tô Trạm cũng sống rất thoải mái, nói chuyện làm việc rất biết trước sau, anh trong mắt người khác cũng là một người khá trầm ổn. Nhưng vì chuyện của Tần Nhã, anh đã biến đổi hoàn toàn. Tô Trạm rất biết nói chuyện, Tang Du không còn căng thẳng như trước nữa. Bọn họ nói chuyện một lúc thì taxi dừng lại trước tập đoàn Vạn Việt, Tô Trạm trả tiền taxi rồi xuống xe. Anh không đi ngay mà mở cửa đợi Tang Du bước xuống. Tang Du xuống xe, cô đứng bên đường ngước nhìn cổng lớn của tập đoàn Vạn Việt cái cổng cao sừng sững, trở thành một dấu mốc của thành phố B. Những nơi như thế này chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trước nay cô chưa từng có cơ hội lại gần. Thậm chí ngay cả nghĩ cô, cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân cô lại có thể vào một nơi, như thế này. Tô chạm cười nói, không cần nhút nhát, chỗ này cũng không phải chỗ người ngoài, cũng như tôi và thẩm bồi xuyên thôi. Lần này cần tìm cậu ấy giúp đỡ nên mới dẫn cô đến chỗ này. Tang Du gật đầu, không sao, chỉ cần giải quyết được chuyện này thì bảo tôi làm gì tôi cũng làm cô lại bày tỏ lập trường của mình một lần nữa tô chạm cảm thấy vui cho thẩm bồi xuyên cô gái này tuy còn trẻ nhưng lại là người có trách nhiệm gia đình không được tốt lắm nhưng thẩm bồi xuyên cũng không phải kết hôn với gia đình cô ấy chỉ cần cô ấy tốt là được anh tự vỗ đầu mình cảm thấy bản thân mình đúng là nghĩ hơi quá lúc này đâu phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó đi chúng ta đi thôi anh rất quen thuộc chỗ này lễ tân cũng không ngăn cản anh anh nhanh chóng dẫn tang du lên tầng đúng lúc này quan kình đang từ phòng làm việc của tổng giám đốc bước ra ngoài anh hỏi qua quan kình xem tông cảnh hạo có ở trong phòng không anh ấy vừa về đang ở bên trong anh ấy cũng đã biết được đại khái tình hình rồi lúc quan kình nói chuyện anh mỉm cười với tăng du thẩm bồi xuyên cũng giấu kỹ thật đấy anh hoàn toàn không biết thẩm bồi xuyên đã có bạn gái hơn nữa lại là một cô gái trẻ như thế này nghe nói là sinh viên năm nhất đúng là mấy lão làng đã không ra tay thì thôi một khi ra tay là phải ra chiêu đàng hoàng nếu không có bản tin ấy anh cũng không bao giờ nghĩ thẩm bồi xuyên lại có bạn gái tô chạm nghiêm túc nhìn quan kình anh nhắc nhở anh ấy bớt bớt lại còn chưa đến tay đâu bị dọa sợ chạy mất dạng bây giờ ngôn tình sủng trong điện thoại có một bức ảnh bức ảnh chụp anh nắm tay lâm tân ngôn lúc anh tỉnh dậy lâm tân ngôn vẫn còn chưa ngủ say lúc anh ngồi bên giường nhìn cô anh cầm lấy tay cô để chụp tay cô rất nhỏ tay anh có thể bao phủ hết lên tay cô những ngón tay thon nhỏ từng đường nét rõ ràng Chê móng không hề có những hoa văn tô điểm, hoàn toàn mộc mạc, rất đẹp. Nhưng nhìn như vậy cũng có thể giúp anh nhớ lại cảm giác lúc anh cầm tay cô, điều này khiến trái tim anh trở nên hết sức mềm yếu. Chương 518, không ngăn lại kịp. Cứ nhìn, cứ nhìn, nó lại khiến anh nhớ đến nụ hôn mà anh trao cho Lâm Tân Ngôn. Tuy cô không tỉnh táo nhưng anh rất thích dáng vẻ của cô, có máu có thịt, có thất tình lục u, cảm xúc chân thật hòa tan với nhau. Cô ấy sinh động như vậy, khiến anh thích cô ấy đến như vậy, Tuy cô chị ở lại có mấy tiếng nhưng nó cũng đủ để bù đắp lại những khoảng thời gian xa nhau. Hoặc có lẽ là bởi vì tâm trạng của cô ấy rất tốt nên cô biểu lộ cảm xúc đó ra cả ngoài. Tô Trạm đứng trước A Ban ép làm việc, anh nhìn thấy Tông Cảnh Hạo lộ ra nụ cười, cảm giác như cả gương mặt đang nở hoa, ấp áp nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn đang mỉm cười. Cậu nhặt được tiền à? Nếu không sao lại cười đến vui vẻ như vậy, đúng là cảnh Tây Dương, cảnh đẹp hiếm gặp. Anh vui vẻ như vậy có lẽ bởi vì trong điện thoại có thứ gì đó, Tô Trạm định ngó xem còn chuyên phim rõ thì Tông Cảnh Hạo đã thoát khỏi màn hình đó, anh thu lại cảm xúc, trở về với ánh mắt thâm trầm. Tô chạm xoa xoa đầu, trong lòng tự nhủ đúng là đồ nhỏ mọn. Chỉ nhìn một tẹo thôi màu, không cho xem thì không cho xem, việc gì phải tỏ thái độ chứ? Lúc này có điện thoại đến, giọng của trưởng phòng ngoại giao vang lên, "Tổng giám đốc Tông, anh tìm tôi à?" Ánh mắt Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, "Anh xem tin tức chưa?" Bên kia đáp đã xem rồi, tôi xem qua bức ảnh đó hình như là bức ảnh được người khác vô tình chụp được không phải do người khác giàn dựng anh tìm bên truyền thông dừng tin đó lại sau khi xem xong tin tức anh chú ý cha xem nơi bắt đầu phát tin là một nhân vật nhỏ nhoi ban đầu chẳng mấy ai chú ý bên dưới chỉ có vài ba cái bình luận nhưng sau khi được truyền thông tin tức mới bạo phát truyền đi khắp nơi chỉ cần không có ai đứng đằng sau thì chuyện này cũng dễ giải quyết hơn vâng tôi sẽ đi xử lý ngay tông cảnh hạo ử đáp lại anh cầm điện thoại chê bàn rồi đứng dậy, cầm chiếc áo khoác chê ghế. Sau đó anh nhìn tô chạm, cậu vẫn phải đến bên trường một chuyến. Có một sinh viên có nick Weibo là tôi là Tương Cà, để trường nói với người này viết một bản đính chính. Sau đó tôi sẽ để văn phòng ngoại giao liên hệ, đưa tin làm dịu lại. Nói xong anh bước nhanh ra ngoài. Tô chạm còn chưa hiểu, anh gọi tông cảnh hạo lại, vậy chuyện về bức ảnh thì giải quyết như thế nào? Dù gì cũng có mặt chê ảnh, chuyện này nói như thế nào chứ? Tông Cảnh Hạo không quay lại, chuyện này người của văn phòng ngoại giao sẽ xử lý. Hiện giờ chỉ cần dừng lại tin tức này là được, gỡ bài đó xuống sau đó lại đăng một bài xoa dịu, còn chuyện bức ảnh kia là thật hay giả, cứ để bọn họ tìm một lý do hợp lý là có thể giải quyết được rồi còn. Tô Trạm gật đầu, vậy được, tôi lại qua bên đó. Tông Cảnh Hạo không đáp lại, anh phải đi về chỉnh chu lại bản thân, thay bộ đồ mới, áo sơ mi đã nhăn nhúm hết, cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Tô Trạm quay lại nhìn Tang Du, anh không thể dẫn tăng du về lại trường được như thế dày vào người ta quá trong lúc anh không biết sắp xếp tăng du như thế nào điện thoại trong túi lại reo lên là thẩm bồi xuyên gọi điện tới thấy vậy anh liền bắt máy ngay cậu có chuyện gì vừa mới về cục đợi chút nữa phải gặp lãnh đạo cậu gặp tăng du chưa cô ấy sao rồi tô chạm xoay đầu nhìn tăng du đang im lặng trong lòng thầm nghĩ hai người này cũng ăn ý với nhau phết câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi về tình hình của nhau trước cô ấy không sao đang ở bên cạnh tôi, cậu lo cho bản thân mình đi, đừng mất việc đấy. người thô thật như cậu không làm được việc khác đâu. tô chạm cố ý nói như vậy trước mặt tăng du, nếu xử lý không tốt anh chắc chắn sẽ bị trách phạt, nhưng cũng không đến nỗi bị mất việc. đội trưởng thẩm, cục trưởng tống mời anh đến phòng làm việc. tô chạm nghe thấy tiếng có người gọi thẩm bồi xuyên, anh nhanh chóng nói lại, không sao, chút nữa tôi gọi lại. nói xong liền tắt máy ngay lập tức. tang du tiến lên hỏi, vừa rồi có phải là đội trưởng thẩm không? Tô chạm gật đầu, có lẽ là đi nghe chửi đây mà. Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy làm ở cục nào không? Tôi muốn đi xem anh ấy như thế nào. Tăng Du biết hiện giờ cô xuất hiện không hợp lý chút nào, nhưng cô sẽ không làm mọi chuyện phức tạp thêm. Tôi đợi bên ngoài, sẽ không lộ mặt để gây thêm phiền phức cho anh ấy đâu. Tô chạm nhìn cô hai giây rồi gật đầu. Được, tôi đưa cô đi. Anh tính toán xong, anh dẫn Tăng Du qua đó, để cấp dưới của thẩm bồi xuyên sắp xếp cho cô ấy, sau đó anh sẽ tới trường đưa tăng du qua đó anh muốn hai người họ có thêm thời gian bồi đắp tình cảm tuy ảnh thân mật của bọn họ được truyền đi nhưng tô chạm biết theo tính cách của thẩm bồi xuyên dù anh ấy có cảm tình tốt với tăng du thì anh ấy cũng không hôn cô trước mặt nhiều người như thế đổi góc độ khác có lẽ là do tăng du chủ động anh cho mày nhìn tăng du không ngờ cô ấy lại cởi mở như vậy ra khỏi phòng làm việc của tông cảnh hạo anh đến tìm quan kình anh không lái xe của mình đi mà ngồi taxi cũng không tiện lắm phải đợi xe nữa nên anh định mượn xe của quan kình đi. Hôm nay quan kình không đi đâu, nên đưa chìa khóa cho anh ngay. Anh dẫn Tăng Du đến cục, trên đường anh còn gọi điện cho cấp dưới của thẩm bồi xuyên, để bọn họ đứng chờ sẵn ngoài cổng. Đến nơi anh giao Tang Du cho cấp dưới của thẩm bồi xuyên, sau đó anh mới lái xe đến trường. Dù tô chạm không giới thiệu Tang Du là ai, nhưng cấp dưới của thẩm bồi xuyên vẫn nhận ra được cô gái này, dù gì tin tức cũng đã chuyển rất rộng. Lúc này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Người của Thẩm Bồi Xuyên đều không tin đó là thật. Nhưng người lại đứng trước mặt, bảo không tin không được, Thẩm Bồi Xuyên đúng là có bạn gái, còn tìm một cô gái non nữa. Cô đi theo họ vào trong đi. Một người cấp dưới của Thẩm Bồi Xuyên tên Tiểu Lưu nói. Tang Du không động đậy mà chỉ hỏi, tôi xuất hiện ở đây như vậy có đem lại phiền phức cho anh ấy không? Sau chuyện này, cô càng trở nên thận trọng hơn. Tiểu Lưu không kiêng nể gì cả, anh nói thẳng, đã thêm phiền phức rồi mà. Tang Du cắn môi, Tiểu Lưu nhận ra mình nói thẳng quá, khiến người ta không được thoải mái, anh giải thích, tôi là người thô tục, không biết cách nói chuyện, cô đừng để ý. Không đâu." Tang Du lập tức nói. "Tôi dẫn cô đến phòng làm việc của đội trưởng Thẩm đợi anh ấy nhé." Tiểu Lưu nói xong liền đi trước dẫn đường, sợ bản thân lại nói sai gì đó nên anh không nói nữa. Anh ấy nghĩ là Tang Du là người trong cuộc, cho cô ấy đi giải thích với đội trưởng Thẩm cũng tốt. Vốn định dẫn Tang Du đến phòng làm việc của Thẩm Bồi Xuyên, sau đó anh lại đổi đường, dẫn cô đến phòng làm việc của cục trưởng. Đến cửa, lúc anh định gõ cửa thì bên trong truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ, động tác của tiểu lưu dừng lại, anh không dám gõ cửa nữa, tức giận tới mức đập đồ rồi, cơn giận này đúng là không nhỏ đâu. Lúc này mà đi vào thì chẳng dí đầu vào họng, súng thì là gì? Thẩm bồi xuyên lúc này chắc đang ăn mắng rất thê thảm. Tang Du đứng khá gần, cô cũng nghe thấy âm thanh đó, cô lại gần gõ cửa. Lỗi lầm của cô không thể để cho đội trưởng thẩm gánh chịu được, Tiểu Lưu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Anh không ngờ rằng cô lại chủ động ra gõ cửa. Cô không nghe thấy động tĩnh bên trong à? Tôi nghe thấy nên mới gõ cửa. Tăng Du nắm chặt tay, ngữ khí của cô càng thêm kiên định. Tuy trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn giải thích rõ ràng với cấp trên của Thẩm Bồi Xuyên. Vào đi. Lúc này bên trong truyền ra tiếng người nói. Tiểu Lưu biết không ngăn kịp nữa rồi. Chương 519: Chơi trò mất tích. Lúc này Tiểu Lưu thấy hơi hối hận không biết có gây rắc rối cho thẩm bồi xuyên hay không, anh bất lực nhìn Tăng Du, chỉ có thể cầu trời chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng. Cô vào trong đi. Tiểu Lưu đứng bên cạnh, nhường chỗ cho cô vào. Tăng Du liếc nhìn Tiểu Lưu, lấy hết dũng khí đẩy cửa vào, chiếc ghế văn phòng màu tối ngay ngắn gọn gàng, trông vô cùng nghiêm túc. Lúc nhìn thấy Tăng Du bước vào, thẩm bồi xuyên nhíu mày lại, không ngờ rằng cô lại xuất hiện ở đây. Anh nghiêm nghị nói, chỗ này không có chuyện của cô, ra ngoài. Tăng Du đứng mép cửa, hai tay nắm chặt vào nhau, Nội tâm căng thẳng thậm chí còn thấy sợ hãi khi đối diện với nhân vật như cục trưởng Tùng, nhưng cô không chùn bước. Việc do tôi gây ra, tôi cảm thấy nên giải thích rõ ràng với lãnh đạo của anh. Ha ha. Cục trưởng Tùng cười một tiếng. Được thôi, nếu Thẩm Bồi Xuyên đã không tình nguyện nói, vậy thì cô nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này không liên quan đến Thẩm Bồi Xuyên. Tang Du ngẩng đầu nhìn cục trưởng Tùng, tất cả đều là tôi chủ động. Cục trưởng Tùng lại cười cười mở, cảm thấy cô gái này rất thú vị ông ngồi chê ghế, ung dung nhìn Tăng Du, trong hình thấy rõ hai người ôm nhau, sao lại không liên quan đến cậu ta chứ? Cậu ta có thân phận gì? Người khác sẽ nghĩ ra sao, cô có biết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như nào không? Tăng Du nhất thời không nói nên lời, cô không thể nào giải thích được chuyện tấm hình, hơn nữa thực sự đã gây ra ảnh hưởng. Hai tay cô nắm chặt lại, mặc kệ ông có tin hay không, đây đều là lỗi của tôi, thực sự không liên quan đến đội trưởng thẩm, mong ông đừng xử phạt anh ấy. Cục trưởng Tùng nhìn thẩm bồi xuyên rồi lại nhìn Tăng Du, vừa bất lực vừa buồn cười, dáng vẻ nghiêm túc bỗng nhiên trở nên thân thiện. Ông biết cách đối nhân xử thế của thẩm bồi xuyên, lúc nhìn thấy tin tức, ông liền cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm, với tính tình của thẩm bồi xuyên không thể nào làm ra chuyện như thế. Chỉ có điều, anh là công chức nhà nước, tin tức như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến các công chức trong xã hội, sẽ khiến người ta nghĩ rằng họ ý vào quyền lợi của mình làm những chuyện vớ vẩn ở bên ngoài. Tang Du không rõ ý của cục trưởng Tống, tưởng rằng ông vẫn muốn phát phẩm bồi xuyên, bỗng nhiên ngang ngược chất vấn ông, tôi trưởng thành rồi, chỉ là hơi trẻ thôi, thẩm bồi xuyên cũng chưa kết hôn, chúng tôi không thể yêu nhau sau. Yêu nhau thì phạm pháp sao? Thẩm bồi xuyên kinh ngạc nhìn Tăng Du, cái đó, Tăng Du, tôi, tôi không hiểu, cũng không phải lỗi của anh, tại sao cứ phải tóm lấy anh không buông, tôi cũng giải thích rồi, lúc đó anh không có sự đề phòng, là tôi chủ động trước, nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người lại không tin tôi tôi chỉ không muốn anh vì tôi mà bị liên lụy mà thôi nhưng mà tôi có trăm cái mồm cũng không nói rõ được tang dù đỏ ửng mắt tôi chỉ không muốn anh bị ảnh hưởng bởi tôi cục trưởng tống nhíu mày lại không ngờ lại là một cô gái cố chấp lúc này cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra một người đàn ông mặc đồng phục đến bên cạnh cục trưởng tống thì thầm vào tai ông sau khi cục trưởng tống nghe lời người đàn ông đấy nói mặt biến sắc cuối cùng bình tĩnh lại lạnh lùng nói tôi biết rồi người đàn ông đó nói xong liền rời đi cục trưởng tống mở máy tính tìm kiếm tin tức liên quan đến thẩm bồi xuyên nhưng không tìm được, hơn nữa cũng không thấy tấm hình đó. Điều bất, ngờ hơn là người đăng tấm hình đó đã đứng ra nhận tội, nói rằng bức ảnh đó là do anh ta tạo ra, anh ta đăng lên, bởi vì từng xảy ra mâu thuẫn với Tăng Du nên mới cố ý bôi nhọ cô, bên dưới đã nhận lỗi rồi, nói cảm thấy có lỗi khi gây ra ảnh hưởng cho xã hội, đồng thời tỏ ý xin lỗi vì đã quấy rối nhân viên công chức phục vụ vì dân. Tô chạm đến trường học, nhanh chóng tìm ra kẻ đăng đó, dễ dàng có thể thông qua phía nhà trường bắt anh ta viết bản tuyên bố dù sao nhà trường cũng muốn giải quyết nhanh chuyện này tô chạm là luật sư nên biết viết bản tuyên bố như thế này thì sẽ có lợi cho thẩm bồi xuyên và tăng du bất luận thật hay giả chỉ cần có thể giải quyết xong chuyện là được hơn nữa bên bộ phận quan hệ công chúng và phương tiện truyền thông báo chí lớn thông qua trao đổi đã xóa hết tin tức liên quan đến thẩm bồi xuyên và tăng du trên weibo cũng không tìm thấy từ liên quan nữa tin tức cũng đã bị ép xuống có thêm lời tuyên bố xin lỗi sự việc gần như đã được giải quyết xong qua vài hôm mọi người sẽ dần quên đi. Chỉ cần không bị làm ẩm lên, gây sự chú ý của mọi người, vậy thì chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi. Bây giờ Internet rất phát triển, có vô vàn tin tức, không hóng được chuyện này thì người xem hóng chuyện khác. Chuyên trang đọc truyện, Trung Chu Yên. NET thẩm bồi xuyên không rõ cục trưởng tống có ý gì, sao lại không thèm để ý đến anh nữa. Muốn trừng phạt thì cũng phải nói một câu chứ. Cục trưởng tống, lần này do tôi sơ xuất, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa có thể để cô ấy ra ngoài được không? Đây rõ ràng không phải là chuyện giải thích là được, Tang Du có nói nữa cũng vô ích. Chuyện không giải quyết được, chắc chắn anh sẽ bị xử lý. Cục trưởng Tùng không để ý đến chuyện xảy ra thế nào, mà chỉ để quan tâm việc phải giải quyết ra sao. Nghe giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên, cục trưởng Tống Tỉnh Bơ ngẩng đầu nhìn anh, cố ý nghiêm nghị, cô ấy là người có liên quan, sao có thể đi được chứ? Tìm đâu ra cô gái nhanh mồm nhanh miệng thế này chứ? Thẩm Bồi Xuyên vẫn muốn giải thích, cục trưởng Tống lại nói, Cô ấy nói không sai, nam chưa cưới gái chưa gả, yêu đương thì có làm sao? Có điều, cậu phải tém tém lại, cậu tự biết mình có thân phận gì, chúng ta phải phục vụ vì quần chúng nhân dân, phải lấy mình làm gương. Vâng, tôi biết rồi. Thẩm bồi Xuyên ngoan ngoan nghe lời. Về nhà viết bản tường trình, ngày mai nộp cho tôi, nhất định phải ý thức được lỗi của mình. Hơn nữa, phải biết sai ở đâu, lời nói phải sâu sắc. Vâng, được rồi, về đi. Dường như quên nói gì đó, cục trưởng tống lại gọi anh lại, cậu yêu đương thì không thành vấn đề, cậu không còn trẻ nữa, tôi nhìn cũng thấy sốt ruột thay cậu. Nói xong hướng ánh mắt về phía Tăng Du, nhưng tìm một cô sinh viên năm nhất thì nhỏ tuổi quá, sau này tem tém lại, còn gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ cách chức cậu đấy. Vâng, bảo đảm sẽ không. Thẩm bồi Xuyên liền hỏi, cục trưởng Tống uống trà không ạ? Cút đi. Trà đổ hết rồi, uống cái khỉ gì nữa? Thẩm bồi Xuyên cười, vậy tôi đi đây. Nói xong kéo Tăng Du ra ngoài sợ rằng muộn một bước lại xảy ra chuyện gì bất chắc nhìn thấy dáng người vội vàng của thẩm bồi xuyên cục trưởng tống phi cười kêu người vào dọn dẹp tăng du bị kéo ra ngoài mà vẫn hơi mơ hồ cảm thấy sự việc tiến triển quá nhanh nhanh đến mức cô không kịp phản ứng không truy cứu nữa sao thẩm bồi xuyên ừ một tiếng tang du mừng rõ vậy thì quá tốt rồi nhưng cô lại nghĩ sao lại không truy cứu nữa chứ tô chạm lái xe nói thẩm bồi xuyên lấy điện thoại ra rồi bấm gọi sau đó đầu dây bên kia báo tắt máy, gọi lại vẫn tắt máy. Đến biệt thự không thấy người đâu, đến công ty cũng không thấy, quan kỉnh cũng không có mặt. Tô chạm và thẩm bồi xuyên thấy hơi mơ hồ, trước giờ anh ấy chưa từng tắt máy, sao tự dưng lại tắt máy chứ? Quan trọng là ở công ty và biệt thự đều không thấy người đâu, từ sau khi Lâm Tân Ngôn rời đi, công ty là nơi anh ở lại lâu dài, chỗ này cũng không có ai, anh ấy đi đâu chứ? Đã từng này tuổi rồi còn chơi trò mất tích với bọn họ sao? Chương 520, để giữ chồng mình sau khi về tắm rửa tông cảnh hạo nhận được tin nhắn của tần nhã nói hôm sau lâm tân ngôn đi khám sức khỏe sinh sản hơn nữa còn gửi kèm địa chỉ và tên bệnh viện có đi hay không thì tùy dù sao cô cũng đã thông báo cho anh rồi sau khi thẩm bồi xuyên đưa số cho cô cô lập tức gửi tin nhắn cho tông cảnh hạo bảo anh không được nói cho tô chạm biết thân phận của mình tông cảnh hạo đồng ý nhưng cũng đưa ra một điều kiện bất cứ lúc nào cũng phải báo cho anh biết tình tình của lâm tân ngôn để anh biết được mỗi ngày cô làm gì Tần Nhã đương nhiên đồng ý rồi. Một mặt vì không muốn Tông Cảnh Hạo nói ra thân phận của mình cho tô chạm biết, mặt khác là nghĩ cho mối duyên nợ của Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn, hy vọng hai người mau chóng ngỡ bỏ khúc mắc trong lòng, quay trở về bên nhau. Vợ đi khám sức khỏe sinh sản, Tông Cảnh Hạo chắc chắn phải đi rồi. Hơn nữa Tần Nhã đã nói trước để anh có thời gian chuẩn bị. Lần này đi, anh định ở lại vài ngày, còn mang theo quần áo để thay, sẽ không đi lại vội vội vàng vàng như lần trước nữa hôm Lâm Tân Ngôn đi khám sức khỏe sinh sản, anh đã sắp xếp mọi thứ, người có tiền có quan hệ nên muốn làm chút chuyện nhỏ là điều vô cùng đơn giản. Hai đứa trẻ đi học, Tần Nhã đi cùng Lâm Tân Ngôn đến bệnh viện. Sau khi cô đến thành phố C, lúc nào cũng đến bệnh viện này, hơn nữa còn có bác sĩ cố định khám. Bác sĩ trong phòng khám kê vài phiếu kiểm tra cho Lâm Tân Ngôn, vì đã mang thai 4 tuần rồi. Lần trước tới khám, bác sĩ đã nói với Lâm Tân Ngôn, được 4 tháng là phải thực hiện sàng lọc hội chứng đau, dặn cô lúc đến phải nhịn ăn, vì cần lấy máu, còn phải siêu âm 4D, giai đoạn này cơ bản là đang loại bỏ thai nhi dị dạng. Bác sĩ đã xem qua bệnh lý của Lâm Tân Ngôn nên, cũng hiểu rõ về tình hình của cô, bác sĩ này cũng là chuyên gia trong lĩnh vực, rất nhiều người khen tay nghề của cô ấy. Lâm Tân Ngôn rất tin tưởng cô, cô đã mang thai 4 tuần rồi, hơn ốm yếu, chú ý nghỉ ngơi, phải cân bằng dinh dưỡng. Bác sĩ căn dặn. Lâm Tân Ngôn cười nói, thể lực của tôi chỉ như thế này, không béo lên được bác sĩ cười đây là mơ ước của biết bao cô gái bây giờ cho dù là nam hay nữ đều giảm cân tập thể u vì muốn có một cơ thể đẹp tạng người ăn không béo là thể chất mà biết bao cô gái mong muốn có được bác sĩ nhanh chóng chuyển chủ đề cười nói với lâm tân ngôn đây là lần đầu tiên cô đi xét nghiệm máu chắc không biết bộ phận lấy máu ở đâu để tôi bảo bác sĩ thực tập đưa cô đi hả lâm tân ngôn hơi bất ngờ bệnh viện còn có dịch vụ này sao có người đi cùng tôi rồi không cần phiền phức đâu lâm tân ngôn cười rồi nói cảm thấy làm phiền người khác quá hơn nữa cô chưa từng thấy bệnh viện nào có dịch vụ như thế này sinh viên đại học vừa tốt nghiệp còn là nam sinh nữa chưa có kinh nghiệm thực tiễn bảo cậu ta đi cũng là để rèn luyện bác sĩ vẫn cười tóm lại là đang thuyết phục lâm tân ngôn nhất định phải chấp nhận bác sĩ đã nói như thế rồi lâm tân ngôn cũng ngại từ chối chỉ có thể đồng ý vậy thì làm phiền rồi bác sĩ xua tay không phiền là cô giúp tôi đấy lâm tân ngôn chớp mắt khó hiểu hỏi giúp cô giúp cô cái gì chứ tần nhã đứng phía sau lâm tân ngôn lập tức nhìn chằm chằm vào bác sĩ thực tập cao to ở phía sau bác sĩ anh ta khoác chiến áo blue đầu đội mũ chuyên dụng màu xanh của bác sĩ đeo khẩu trang ngay cả mắt cũng đeo kính nên toàn bộ khuôn mặt được che kín nếu như không phải cô biết tông cảnh hạo biết hôm nay lâm tân ngôn đến bệnh viện cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến anh nhưng kết hợp với lời bác sĩ nói khiến cô không thể nào không nghĩ đến anh nhìn dáng người cách ăn mặc Cô nghĩ thầm trong bụng, may mà khuôn mặt được che kín, nếu không, thực sự sẽ không bị nhận ra sao? Bác sĩ vội giải thích, đúng vậy, cô đang giúp tôi đấy, bây giờ hiếm có người con trai nào chịu làm bác sĩ khoa sản, cô xem, mới bắt đầu nên thấy xấu hổ, che kín mặt mũi vì không dám gặp người khác, tôi muốn để cậu ta rèn luyện nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn có để ý hôm nay phòng khám có thêm một người, lúc vào cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không bận tâm. Tần Nhã cầm đơn bác sĩ kê, dìu Lâm Tân Ngôn, "Được rồi, chị đừng hỏi nữa." bác sĩ người ta cũng đâu thể lừa chị xem chị cẩn thận hỏi nhiều chưa kìa lâm tân ngôn cô hỏi nhiều sao cô cạn lời nhìn tần nhã chị hỏi nhiều sao không nhiều em chỉ không muốn lãng phí thời gian chị còn chưa ăn sáng mà chúng ta mau đi kiểm tra xong rồi chị đi ăn chút đồ tần nhã vừa giải thích vừa dìu cô ra ngoài đến bên ngoài cô giao lâm tân ngôn cho bác sĩ thực tập anh đưa cô ấy đi kiểm tra đi tôi đi nộp viện phí nói xong tần nhã cầm phiếu rồi đi lâm tân ngôn muốn gọi cô lại kết quả là tần nhã đi nhanh quá chẳng thấy người đâu nữa cô đành phải làm phiền bác sĩ thực tập làm phiền rồi cô lịch sự nói bác sĩ thực tập không nói gì làm động tác mời cô lâm tân ngôn tưởng anh giống như lời bác sĩ nói vì làm bác sĩ khoa sản nên lúc đầu thấy hơi ngại ngùng vì thế mới không nói chuyện cho nên cô cũng chẳng để ý đi theo anh ta vào trong có thể cảm thấy đối phương là nam giới vì thế lâm tân ngôn cũng không để ý nhiều đến anh ta chỉ im lặng đi theo sau bộ phận lấy máu ở tầng 1, phòng khám ở tầng 2, vì thế phải xuống tầng 1, thang máy giữa tầng 1 và tầng 2 chỉ dành cho bệnh nhân không thể đi đứng được, thang máy trượt hai bên đã lâu không dùng, chủ yếu toàn đi bằng thang bộ ở giữa, có cầu thang nối thẳng giữa tầng 1 và tầng 2, không vòng vèo nên cũng tiện. Đến bậc thang, bác sĩ thực tập giơ tay dìu cô theo bản năng, Lâm Tân Ngôn liền liếc nhìn, đồng thời lập tức giải thích, sợ tổn thương lòng tự trọng của người ta, tôi có thể tự đi được, không cần dìu đâu thực ra cô cảm thấy hơi kỳ kỳ dù sao cũng làm nam giới hơn nữa cô thực sự có thể tự đi được bác sĩ thực tập lập tức dừng tay lại nhanh chóng ý thức được bản thân hơi lỗ mãng vội vàng thu tay về chỉ cẩn thận đi theo sau sợ rằng cô bất cẩn trượt chân thì anh có thể kịp thời đỡ lấy cô lâm tân ngôn khó chịu nhấn vào tay vịn cầu thang rồi bước xuống sau khi bước xuống cầu thang bác sĩ thực tập lại chủ động đi lên trước dẫn đường lâm tân ngôn cảm thấy bác sĩ thực tập này cẩn thận quá đi bên cạnh anh ta không được thoải mái cho lắm cô nhìn phía sau hy vọng tần nhã mau về nhưng chẳng lấy bóng dáng người đâu cô đành thu lại tầm mắt tiếp tục đi theo bác sĩ thực tập bác sĩ thực tập nhanh chóng dẫn lâm tân ngôn đến nơi lấy máu người lấy máu rất nhiều phải xếp hàng đợi gọi số chủ yếu là do tần nhã vẫn chưa nộp phí về phải đưa biên lai like cho y tá xếp số sau đó mới có thể đợi gọi số dường như tần nhã cũng nhớ đến điều này vì thế vốn dĩ định tìm một nơi yên tĩnh đợi bác sĩ thực tập dẫn Lâm Tân Ngôn kiểm tra xong hết rồi mới đến, ai ngờ nhớ ra điều này nên lại đến trước. Lúc Lâm Tân Ngôn chuẩn bị gọi điện cho tần nhà thì cô chạy đến, đưa biên lai like nộp viện phí và phiếu vẫn cần phải kiểm tra cho bác sĩ thực tập. Nếu anh đến để thực tập, vậy thì giao hết cho anh, cũng để anh xem thêm. Cô nhấn mạnh mấy chữ cũng để anh xem thêm, giống như đang nhắc nhở anh phụ nữ mang thai tuần thứ 10 không hề đơn giản. Bác sĩ thực tập ngẩng đầu nhìn cô, giơ tay lấy những phiếu khám đó lâm tần ngôn giơ tay định cản lại vô tình chạm vào tay của bác sĩ thực tập cô giống như bị điện giật vậy vội rụt tay lại cô trừng mắt nhìn tần nhã em dẫn chị đi khám mà em lại đưa hết đồ cho người ta em làm gì vậy cô không thoải mái khi ở cùng bác sĩ thực tập này chị chưa ăn cơm em ra ngoài xem có gì ngon không để mua cho chị đợi chị kiểm tra xong là có thể ăn tần nhã nói lâm tần ngôn không hiểu có thể đẻ tự nhiên thì sao phải mổ lấy thai chứ tại sao không phải đẻ tự nhiên sẽ dễ hơn sao thấy cô còn trẻ nên chắc không hiểu vấn đề này tôi khuyên cô tối nhất nên mổ lấy thai người phụ nữ ra vẻ rất am hiểu đến bác sĩ thực tập phía sau lâm tân ngôn cũng thấy hứng thú người phụ nữ ghé sát vào lâm tân ngôn rồi nói tôi nghe nói người phụ nữ từng sinh bên dưới sẽ giãn ra để giữ chồng mình tốt nhất là nên mổ đẻ